xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đến với tâm phát Sơn nhá mình uh, cho mình xin một phút để mình chia sẻ bài viết vào trong nhóm ạ Các bạn cho mình chờ xin một phút để mình chia sẻ bài vào trong nhóm nhé các bạn nhé. Nha. Chào mừng tất cả các bạn Đã đến với Tâm Fashion Mời các bạn vào coi thì ủng hộ cho mình Xin một nút like Giúp Tâm Fashion cái bài nó nhiều người xem nhé nào vào xem được thì xem còn bạn nào không xem được thì có thể coi lại video giúp mình nhá. Đấy hôm nay với cái yêu cầu của mọi người thì đối với nhiều người còn chưa hiểu được cách cắt như thế nào để nó ra một cái đầm ôm uh, cơ bản vậy thì muốn cắt nhiều cái mẫu đầm mới lên thì hoàn toàn nó đi từ mẫu cơ bản mà ra nếu như cách hướng dẫn thì các bạn nhớ là khi mà mình hướng dẫn mà mình đi từ đầu tới cuối từ cái cách cắt căn bản thì nó rất là nâu cho các bạn mà nâu cả cho mình nữa thời gian thì mình không có mà mỗi một lần hướng dẫn cái sản phẩm mới thì hoàn toàn là à, các bạn là chạy từ đầu đến đuôi tức là mình sẽ phải làm à, một cái rập cơ bản suốt từ um, À, nút bắt đầu cho đến nút hết thì nó rất là nâu vì thế cho nên bao giờ mình hướng dẫn thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn cách cắt một cái đầm ấy, thì nó đã có một bộ rập sẵn rồi vì vậy cho nên hôm nay các bạn sẽ um, học cách cắt đầm cơ bản cho mình sau khi học vào ngày hôm nay rồi thì mới các bạn coi vào cái video này thì các bạn sẽ có một bộ rập cơ bản là chính xác để các bạn xoay chuyển làm những cái mẫu mới hoàn toàn mới để nó dễ hơn cho các bạn. Bây giờ các bạn sẽ bắt đầu vào bài viết dùm mình nhá Để mà cắt được một cái đầm cơ bản ấy, thì nó không khó gì. Vấn đề là các bạn biết cách đo. Cái vấn đề đo là các bạn phải đo cho thật chuẩn. Ví dụ như mình nói là cái um, sản phẩm của chúng ta, à, nếu chúng ta đo 1 phần 2 vai, chúng ta phải đo cho cái vai thật chuẩn. Chứ nếu mà ví dụ cái vai 36 mà chúng ta đo ra thành 38, sau đó chúng ta cũng chia 1 phần 2 vai, thì cái đầm của chúng ta nó cũng không đẹp. Các bạn lưu ý cho mình cái vấn đề này nhé để mình cắt cái tấm này ra cho nó rời ra là dễ xoay nếu không thì nó to quá nó khó làm, nó to quá các bạn thấy nó cộ. đó. Bây giờ các bạn sẽ bắt đầu vào cho mình như sau. Nếu các bạn là cắt thì các bạn phải đo cho thật chính xác cho mình nhé. Ví dụ mình ghi cho các bạn coi. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn với một không số đó là cái phần ngực. Ngực ở trên mình lấy ngực 86cm đi 86cm không lấy 88 như mọi ngày mà lấy 86 với size M chuẩn xác của nó nhá Bởi vì size M bao giờ cũng đi vào ngực từ 86 tới 88cm này Thì hôm nay mình sẽ lấy là 86cm Cái phần eo thì thay vì 68 thì đối với người bây giờ ấy 68 eo nó rất là ít Vậy thì mình sẽ lấy cái eo của nó là 70 cm để cho cái đầm dễ cắt hơn. Tiếp đến cái phần mông ấy thì thay vì cái phần mông mọi ngày mình cắt là là 90, đúng không? 92 thì hôm nay ví dụ vòng mông mình có thể lấy mông thay vì mông 86 này, các bạn có thể lấy thành 8 mông thành 88 đi. Ví dụ thế thì cái mông nó sẽ di động từ 88 cho tới 92 cm. Nếu bạn nào mông to thì sẽ là 92, mông vừa vừa là 90 và mông bình thường của cái size M là 88 cm. Vậy thì khi các bạn đo các bạn cứ đo vừa khít người cho mình, đừng có đo nỏng cái dây ra thì nó sẽ không đúng không số của chúng ta, bởi vì tất cả những cái mà chúng ta cộng cử động vào tức là nó là có phần cử động ở ngoài riêng. Vì thế cho nên nếu mình có cắt bao nhiêu đi chăng nữa thì khi mình đo mình vẫn phải đo vừa khít khách có nói là đo rộng hay không mình không quan tâm rộng hay không là ở người cắt còn cái phần đo là người ta có bao nhiêu cái vòng là mình phải đo đúng bằng đấy xăng ti không được tính thêm một xăng nào cả thì các bạn đo nó với đúng các bạn lưu ý cho mình nhá tiếp đến các bạn muốn tính cái vòng cổ của các bạn ấy ví dụ với size m thì cái cổ khoảng 36 hoặc 38 mươi cm đấy Vậy nếu các bạn đo cho thật chuẩn thì các bạn sẽ đo thì các bạn tính theo, theo cái không số cho mình thì theo công thức được, đúng không ạ? Vì vậy cho nên khi mà mình hướng dẫn cho các bạn luôn luôn cái công thức của cổ ấy là 1 phần um, 6 cổ. Ví dụ các bạn lấy 36 mà chia 1 phần 6 có phải nó bằng 6cm không? Thì các bạn sẽ phải cộng với lại 0,5 cho nó ra là 6,5. Hoặc là các bạn lấy 38 mà các bạn cũng chia cho 6 đây này thì nó sẽ to hơn các bạn có thấy không ạ vì thế cho nên là mỗi một cái công thức ấy thì nó có công thức thật đấy nhưng quan trọng là chúng ta phải đo cho thật chuẩn thì cái công thức đó nó mới có giá trị các bạn nhé chào tất cả các bạn bạn nào vào like uh, cho mình một nút like nhé đó và các bạn uh, nghe mình nói thì các bạn phải hiểu được như thế dù công thức nó có chuẩn tới đâu mà các bạn uh, nó mờ ạ mờ đấy em chỉnh lại xem nhé Nó có rõ hơn không các chị? Các chị có thấy nó rõ hơn không? Nâu lắm rồi em mới nâu lắm rồi em mới quay livestream trực tiếp vì thế các bạn thấy nó không rõ phải nói nhé. Các bạn có nhìn rõ không nhỉ? Bây giờ mình sẽ vào bài viết nhé. Để mà cắt được cái đầm ấy thì mình cũng nói qua như thế. Quan trọng là mình đo cái số đo cho thật chuẩn. Sau khi mình đo số đo chuẩn rồi ấy thì tất cả mọi thứ đều giải quyết dễ dàng. Nếu mình đo không chuẩn thì dù có học theo công thức chuẩn đến đâu thì cũng sai bét các bạn nhé. Đó. Và bây giờ mình sẽ lấy cái phần đo cho các bạn coi. Từ trên đầu này này, các bạn sẽ đo cho mình với số đo của một người trung bình ấy thì từ trên từ trên đầu vai xuống tới cái đầu gối ấy thì thường là 90 cm. Các bạn lưu ý ạ, là 90 cm đấy là xuống tới gối nhá. Vừa khít xuống gối là chúng ta lấy 90 cm và các bạn cao hơn thì sẽ là 95 cm, 97 cm. Đó, thì tùy các bạn có thể lấy theo cái chiều mà các bạn um, mong muốn. Mình sẽ lấy cái chiều dài đầm ôm cơ bản này là dài 95 cm để cho các bạn uh, theo nhé. 95 cm mình lấy cái bút này cho nó rõ cho các bạn nhìn thấy cái bút bé các bạn nhìn không có rõ đó và bây giờ các bạn nhìn này để có rõ không nhỉ đó ở ừ, con con đi ra để cho mẹ làm một nút nhá đó và bây giờ các bạn sẽ tính này với vòng ngực mà 86 các bạn sẽ lấy từ trên cái đầu xuống thì khi các bạn tính cái phần vòng ngực này Nhớ là tính cho nó Hôm nay mình sẽ tính cái công thức như sau Bình thường thì mình hướng dẫn cho các bạn là Bao giờ thân trước thân sau mà chia ra 1 phần 4 của, của 88 ấy Thì mình hay cộng với này có 0,5 thôi Các bạn lưu ý nhé Cộng với công thức mọi ngày mình hướng dẫn Là công thức thân trước và thân sau mình cộng với 0,5 Có nghĩa là nó đều cả thân trước lẫn thân sau Thì khi mà mình cộng như thế Thì hai thân được cộng bằng nhau là chúng ta không phải tính đúng không ạ à? hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái thân trước nó được cộng cử động và thân sau không cộng tí nào thì các bạn sẽ học cái công thức khác vì thế khi các bạn học thì các bạn phải lưu ý hai cái công thức của hai bài khác nhau thì nó sẽ khác nhau cho nên cái cách cộng thì phải nhớ được là nếu thân trước mình đã cộng cử động rồi thì thân sau mình không cộng nếu không nó lộn từ cái bài nọ sang cái bài kia thì nó sẽ cũng không đúng đâu các bạn nhé đó và bây giờ này từ đầu ấy các bạn sẽ lấy bên này chính là các bạn lấy cái dấu đó là vải gấp đôi cho mình này đúng không ạ một đường thẳng vải gấp đôi như thế này các bạn kẻ một đường vuông góc ở phía trên như thế này đó sau đó các bạn sẽ lấy vào cổ cho mình là 6,5 cm đây là cái cổ cơ bản thôi cổ cơ bản có nghĩa là sao có nghĩa là mình lấy để cho nó làm cái cổ cơ bản nó sẽ nên được một cái áo cổ sơ mi cổ đức ấy. là hoàn toàn đúng chuẩn với cái size M đó và nó sẽ cơ bản với những cái size nhỏ bình thường Còn khi các bạn muốn cái cổ nó được rộng hơn Thì thay vì là 6,5 đây này 6,5 nó sẽ được di động tới 7cm, tức là từ 65 tới 7cm. Hay mà nói cách khác là các bạn sẽ lấy cái vòng cổ của các bạn chia. Nếu cổ của các bạn 36 thì chia cho 6 sẽ bằng 6 và cộng 0,5 hoặc cộng 1. Đấy thì nó sẽ ra cái phần công thức cổ của các bạn. Vậy thì các bạn cứ lấy làm sao cho mình từ 6,5 tới 7 là hoàn toàn cái cổ của các bạn chuẩn 100%, không cần phải không cần phải xoay nó như thế nào, không cần phải tính toán gì với cái số đo cổ bao nhiêu đối với những người mà không biết đo cổ các bạn nhé. Đó, và các bạn chỉ cần lưu ý cho mình là từ 36 tới 38 thì trong size M nhất định là người ta to béo thì nó ở size số to hơn. Còn người ta gầy gầy thì chắc chắn là nó ở số nhỏ hơn. Đó, và chỉ cần nghĩ được như thế là các bạn sẽ cắt được cái vòng cổ này, không cần phải tính cái công thức gì cho nó mệt. Từ trên cái đầu vai này các bạn sẽ lấy xuống xuôi vai cho mình là 1 phần 10 của vai. Vậy thì ví dụ vai của các bạn là 30 năm, đúng không ạ? Thì 1 phần 10 sẽ là 3,5. Từ trên này xuống đây, đó. Và 3,5 này nó là công thức cơ bản. Cho nên nếu các bạn mà thấy vai người ta xuôi hơn ấy thì 3,5 này sẽ được cộng với 0,5. Đấy các bạn lưu ý nhá. Chứ không phải là ai mình cũng cộng với 3, uh, cũng 3,5 cộng với 0,5 đúng không ạ? Và cũng có người sâu quá trời luôn nghiêng thì phải cộng với một nhưng mà cái thành phần đó là ít hơn. Cho nên là mình khi mình đo mình phải lưu ý cho thật kỹ. Đó. Và tiếp đến cái phần uh, 1 phần 2 vai này Khi các bạn lấy được cái đường đó Các bạn sẽ kẻ cho mình một cái đường ngang như thế này Đó Kẻ một đường ngang như thế này Thì các bạn sẽ lấy từ cái bên đường này này Sang bên này chính là 1 phần 2 vai của các bạn Ví dụ vai của các bạn là 30 năm Thì các bạn sẽ chia nó đôi ra Sau đó là từ cái điểm này Các bạn sẽ nối vào với này, cái phần vai này Nó sẽ ra cái phần Nó sẽ ra cái phần vai Và các bạn nối vào đây này cái bút mới, cái bút mới nó nhòe quá cho nên là lấy cái bút nhỏ. Đó. Và các bạn thấy là khi các bạn nối cái phần vai này vào đây rồi này, thì từ trên này xuống dưới này các bạn cũng lấy cho mình làm 6,5 hoặc 7 cm, sau đó các bạn sẽ nối vào đây. Hai cái đường này nối vào đây này, đúng không ạ? Và bạn nào mà không biết đánh cong cái phần này bao nhiêu thì mình đánh vuông góc cái đường này. Kẻ vuông góc cái đường này ra nhé. Đó. Sau khi mình kẻ vuông góc cái đường này ra Thì mình sẽ kẻ xéo vuông góc cái đường này ra chỗ này này Và mình chia cho nó thành 3 phần bằng nhau Đúng không ạ? Chia thành 3 phần bằng nhau và chúng ta đánh cái phần này này Thì nó sẽ ra cái vòng cổ của chúng ta Thế là nó ra cái phía ngoài Mà cái người nào chưa biết gì ấy, Không biết một cái gì Chúng ta học như thế này Thì chúng ta đi từng bước rồi cũng biết hết Các bạn lưu ý nhé và cái video của mình nó hơi dài Bạn nào cảm thấy mà biết rồi khỏi xem đi Không có này dài ngắn là nó phiền ra nhá Đó Từ trên cái đầu vai này Các bạn sẽ hạ xuống cái phần vòng nách cho mình như sau Từ trên đầu vai hạ xuống vòng nách Thường là mình hạ là 19cm Các bạn lưu ý là hạ 19cm như thế này Đó Và mình kẻ ngang một đường Vậy 19cm này ở đâu mà chui ra Nó chính là cái số um, vòng ngực 86 này Chia cho 4 Đúng không ạ? Nếu bình thường 86 này chia cho 4 thì được khoảng là 21,5 cm. Đúng không ạ? 21,5 cm mà vòng ngực mình đang hạ là 19 cm, bạn lấy 21 trừ đi là 19 cm, đúng không? Đó nó sẽ ra cái số còn lại là bao nhiêu cm, tức là vòng ngực nó sẽ được trừ đi bấy nhiêu cm. Các bạn có hình dung cái này không ạ? Vì thế cho nên các bạn hỏi cái công thức của vòng ngực hạ bao nhiêu thì nó không có chuẩn xác đâu nhá. Công thức là công thức. Còn khi chúng ta chia ấy, ví dụ như 21 này này trừ cho 19, đúng không? Vậy là nó đi là 2,5. Đấy, 2,5 có nghĩa là lấy 1 phần tư ngực chia cho 4, trừ đi 2,5 nó sẽ ra vòng nách, đúng không ạ? Vậy nếu vòng nách của chúng ta to ấy mà chúng ta cũng trừ như thế thì nó sẽ không đúng đâu. Nếu mà vòng ngực của chúng ta mà lên tới 100 100 chia cho 4 sẽ bằng 25 Từ trên đầu này hạ xuống đi 25 trừ đi 3 Nó vẫn rộng quá Ví dụ thế Đôi khi chúng ta phải uh, lưu ý với cái phần công thức cơ bản này Nó chỉ áp dụng cho cái người thật là chuẩn như người mẫu thôi Chứ còn nếu nó mà đã liên quan đến số đo lớn rồi Cao trên 100 Ví dụ như vòng vòng ngực mà trên 100 thì chúng ta không hạ theo cái số đo công thức đó Và nó còn có một cái công thức nào Ví dụ các bạn có thể lấy cái phần uh, bắp tay ngang bắp tay ở phía trên cùng to nhất của chúng ta đây này và chúng ta thường lấy là 1 phần 2 bắp tay để chia nằm vòng nách đấy Thì chúng ta cũng có thể lấy 1 phần 2 bắp tay Đúng không ạ? Vậy nếu bắp tay của size M này là 28cm chia 2 Thì nó sẽ được là 14 14 cộng với khoảng 1,5cm Thì nó cũng ra cái phần công thức hạ vòng nách này Các bạn lưu ý thấy không ạ? Đó Và khi công thức hạ vòng nách này Nó lại còn có một cái đó là chia 1 phần 2 vai ra Vai mà 3 năm này Đúng không ạ? Chia ra nó thành 17,5 Đúng không ạ? 17,5 mà chúng ta lấy từ trên đầu vai này hạ xuống đây Rồi cộng thêm cho nó khoảng 1,5 hay cộng 1 Nó cũng ra hạ vòng nách luôn Đấy, nó có nhiều cái công thức lắm Nếu mà học theo công thức thì nó vô đối Vì thế các bạn cứ làm theo cái kinh nghiệm Có nghĩa là sao? Khi em đã hướng dẫn kinh nghiệm cho các bạn Đó là cái kinh nghiệm mà em làm từ lâu đến giờ rồi Từ trên cái đầu vai này Hạ xuống đây là 19cm Nó sẽ di động 18, 19, 20 cm. Cho cái người nùn là 18 cm, người trung bình là 19 cm, người cao một xíu nữa là nên 20 cm. Nó sẽ chuẩn 100% cái phần vòng nách này cho các bạn. Nếu bạn nào đã từng cắt may của Tâm Fashion rồi cứ cắt thử xem. Tất cả mọi cái áo đều nên vòng nách đều đẹp hết. Và các bạn lưu ý cho mình một cái nữa. Là nếu vòng nách mà các bạn hạ như thế này, đúng không ạ? Mà khi các bạn cho cái ni nách vào thì chắc chắn là có ni nách vào vòng nách sẽ thay đổi Các bạn hình dung nhá Đối với những người mà ngực to ấy là phần đa là cho ni nách vào chẳng hạn đúng không ạ Và khi có cái ni nách vào là sẽ bị thay đổi khi cái ni nách vào ấy là vòng nách nó sẽ bị bé lại và chúng ta lại phải tăng vòng nách hạ hạ sâu hơn và vòng vai này thay vì chúng ta tính cho nó ấy, thì chúng ta phải tính được là nếu mà ni nách càng to thì vòng nách này hạ thêm càng nhiều. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Đó. Và tiếp đến cái phần hạ ni ngực ấy thì nhiều bạn cũng biết rồi, khi mà chúng ta hạ từ trên này xuống tới điểm tim ngực là chúng ta hạ 23 cm. Đấy. Có những bạn thấp ấy thì các bạn bảo là ngực của các bạn đo từ trên đầu vai xuống là 22 cm đúng không ạ? Vậy thì với trung bình là 23 cm là chuẩn, còn nếu 24 cm ấy thì nó sẽ áp dụng cho những người mẫu nhá các bạn nhé. Những người cao trên 1,6 thì các bạn nên hạ xuống 24 cm, hoặc những người nào mà cái ngực của người ta trễ ấy, các bạn nhìn ngực nó không phải là ngực ở trên cao mà nó hơi lùi xuống dưới thì các bạn mới hạ sâu xuống dưới. Nếu không các bạn hạ với cái số đo mà hạ 24 cm thì nó sẽ cao quá đấy. Và cái điểm tim ngực là một chuyện Còn khi chúng ta vẽ cái phần ly nó lại là một chuyện khác Đấy là cái công thức mà chúng ta tính nhá Vậy thì chúng ta lấy được phần tim ngực này Chúng ta sẽ lấy xuống chân ngực Vậy thì cái phần chân ngực này, này chúng ta sẽ lấy xuống khoảng 30cm Đúng không ạ? Và có những người là khoảng là 29cm Có những người là 31cm Tức là phần tim ngực này này Xuống hạ xuống từ tim ngực xuống chân ngực Nó là 1 phần 10 ngực 1 phần 10 ngực đó, và cũng có người thì nếu mà cái ngực của chúng ta nhỏ thì tính là 1 phần 10 ngực đây là 8,6 đây mình bao giờ cũng trừ đi cho nó khoảng 0,5 Đó, mình không tính chuẩn của cái cái phần này Và các bạn lưu ý là khi các bạn học ở đây là các bạn học theo công thức của mình Chứ không, cái này là công thức tự mình làm ra chứ mình không biết là các bạn uh, như thế nào Không có này bảo ô cái công thức này nó không giống người ta nó không giống người ta thì nó mới là công thức của Tâm Fashion, còn các bạn muốn cắt theo ý các các bạn thì tùy nhá. Tiếp đến cái phần hạ eo này này. Các bạn lưu ý là mình hạ eo cho nó là 36 cm chẳng hạn. Hạ 36 cm. Thì nếu các bạn thấp hẳn thì các bạn có thể hạ xuống 34 hoặc 35. Và cao hơn thì nó xuống 37, 38 đó. Chứ không phải là một cái công thức mà chúng ta cứ hạ dài nó xuống đâu. Đối với người cao trên mét 6 ấy, thì cái phần hạ eo này hạ xuống dưới đây nó khoảng 37, 38 là ok rồi đúng không ạ? Nhưng đối với cái số đo bình thường trung bình mà chúng ta hạ xuống tới 38, 40 cm là nó quá dài đi. Các bạn phải cắt thì các bạn mới biết được là nó dài hay nó ngắn chứ còn mình nói cái miệng không. Và chúng ta nghe mỗi người một một, một cái công thức thì chúng ta cứ nghe người này thấy 3 năm, người kia 36 người kia 37, người ta tới người nữa thì 39, 40 thì chúng ta sẽ không biết được đâu muốn học thì chúng ta phải lấy một tờ giấy cắt, cắt sau đó chúng ta cắt ra một cái vải xấu thôi không cần lấy vải đẹp sau khi chúng ta cắt chúng ta may thử lên xem ồ cái số này nó có đúng không nếu nó không đúng thì lần sau chúng ta có thể hạ cao lên hoặc thấp hơn thì chúng ta sẽ may ra được một cái áo đẹp các bạn lưu ý nhé Tiếp đến từ trên cái phần này các bạn sẽ hạ xuống cho mình là 50, hoặc 56cm. 55 hoặc 56 cm. 55 56 cm này là ở đâu? Cái này là mình khống cho các bạn. Chứ thực ra thì khi các bạn đo cho khách ấy thì các bạn sẽ đo từ trên đầu vai này xuống dưới cái mông này Chắc chắn là số đo nó nằm ở cái không số chỗ đó Các bạn hình dung nhá Đó Nếu mà các bạn được học thì có người này Ví dụ như cũng có thầy này dạy nè Từ trên này hạ xuống vòng nách bằng số đo từ trên này hạ xuống vòng eo bằng số đo Từ trên này hạ xuống vòng mông là số đo Họ nói như thế là rất là đúng Bởi vì sao? Bởi vì nó bắt mình phải dùng số đo Mà mình đo trực tiếp thì nó mới chuẩn Còn đây là mình đã dùng cái kinh nghiệm của mình Và mình hướng dẫn cho các bạn theo một cái không số cơ bản Đó là nó sẽ chuẩn rồi Thì khi các bạn cắt một cái này này Các bạn đưa cho người khoảng 1m 50 năm tới 1m6 mặc cái đầm này đảm bảo với các bạn là vừa khít từ trên xuống dưới Không có sai si dịch đi tí nào và bây giờ khi các bạn đã có chiều dài này Hạ này này đúng không Hạ đến cái đường hạ nách này Hạ tim ngực ở đây này Hạ tim ngực này Rồi hạ chân ngực ở đây Đó có hết mọi đường rồi Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần vòng nách ở phía trên này Các bạn nhìn cho mình nhé Trên cái phần vai này Các bạn sẽ lấy 1 phần 2 vai này Đúng không ạ thì khi mình hướng dẫn ở công thức thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là kẻ một đường xéo. Xéo có nghĩa là cái đầu này này. Đó, kẻ một đường chéo vào đây nó được vuông góc với cái đường trên này thì mình sẽ kẻ như thế này cho các bạn nhìn. Đó, kẻ một đường vuông góc sau đó các bạn sẽ lấy từ trên này xuống đây chia nó làm đôi ra. Đó, thì các bạn sẽ có cái điểm ở trên này và các bạn lấy đường ngang ngực nối kẻ xéo nó sẽ ra vòng nách và nó có một cách nữa đó là các bạn sẽ lấy từ trên này này đúng không ạ các bạn sẽ lấy xuống dưới này các bạn giống một đường này hơi nhẹ cho mình đây các bạn sẽ giống một đường nhá. Giống một đường vuông góc với cái, vuông góc với cái đường ngang này, vuông góc với đường xuôi hạ xuôi vai này. Sau đó các bạn giống một đường này, nhẹ nhẹ là như thế này, màu đen này các bạn nhìn thấy không ạ? Sau đó là các bạn chỉ tính tính được cho mình cái phần kích ngực ấy, kích ngực từ trên này này hạ xuống dưới này nó khoảng 8 cm. Thì khi các bạn đo kích ngực từ bên cái đường này này, bên cái vòng nách ấy, đi sang bên này các bạn đo được bao nhiêu thì nó sẽ là cái đường đó. Thì các bạn đo thử xem cái phần size M nó khoảng 31cm Đó Nó khoảng 31cm đối với size M Các bạn nhớ nhá Xa cái kích ngực của size M đây này Thì khi các bạn có phải là 31cm Mà mà đây là vải gấp đôi Các bạn sẽ chia cho hai Thì nó sẽ là bao nhiêu ạ 15,5cm 15,5cm các bạn sẽ đo ngang cái chiều này cho mình này Đó Thì các bạn có thấy là 15,5 mà từ trên này xuống đến đây Mình chia đôi cái đường này ra 15,5 từ cái đường này này sang đến đây các bạn nhìn cái thước xem đúng 15,5cm thấy không ạ? Nó chuẩn 100% đối với mình. Có nghĩa là một cái phần cúp ngực này này, cái phần từ trên đây này, này đúng không? Cúp ngực này bao giờ nó cũng được tính cái phần kích ngực ở ngang đây. Các bạn đo kích ngực ngang đây được chuẩn thì là các bạn sẽ tính 1 phần 2 của kích ngực là ở đây. Còn nếu các bạn không đo được kích ngực thì từ cái phần mà kẻ vuông góc xuống đây này, các bạn cứ vào từ cái đường vuông góc đây Thấy không ạ? Từ cái đường vuông góc này Vào đến đây là từ 1 cho tới 2cm Nếu chúng ta may áo mà muốn cho form rộng Thì chúng ta vào từ đây vào đây là khoảng một thôi Còn nếu mà chúng ta muốn may cái form ôm như đầm cơ bản Để chú chúng ta may những cái đầm thiết kế Thì nó phải đi từ đây vào đến trong này ít nhất là khoảng 1,5 cho tới 2cm Thì chúng ta đánh cong cái vòng nách này nó mới đẹp các bạn lưu ý nhá. Còn những người mà cái ngực à, nở nang ấy thì thay vì từ đây vào đến đây là 1,52 thì chúng ta sẽ vào 1 cm thì cái phần kích ngực các bạn đo sẽ thấy nó được rộng hơn. Đấy, nó chuẩn khi hôm nay mình hướng dẫn cho thật kỹ và các bạn chịu khó nghe cái bài này cho kỹ vào. Học cho nó rõ thì từ mai rồi đi cái công thức này nó chỉ mất một lần học cho dù các bạn học hết một ngày được một cái đầm này nhưng ngày mai chúng ta không cần học nữa. Nó đã có cái đầm cơ bản các bạn sẽ giữ lấy nó và các bạn chỉ cần mang cái đầm đó cứ photo ra những cái khác và cứ cái đầm đó mà chạy theo cái mẫu mới thì nó sẽ ra cái mẫu mới cho các bạn. Đó và từ cái phần này này sang đây 1 phần tư ngực của các bạn 86 mà chia cho 4 bằng 21,5 này đúng không ạ? Thì các bạn sẽ lấy 21,5 sau đó các bạn cộng với 1cm cử động. Thì 1 cm cử động này nó được chứa 0,5 cm cử động của thân sau bởi vì lần trước mình hướng dẫn cho các bạn mình thường có cái thói quen là cộng thân trước thân sau bằng nhau để không bao giờ quên cả Còn các bạn muốn cắt cho thân trước to, thân sau bé cũng ok, không sao hết các bạn nhớ nhé Vậy thì khi các bạn lấy xuống phần eo ấy Thì các bạn nhớ là đây là phần ngang cái phần chân ngực này Cái phần eo này thì các bạn hạ 36 thì các bạn sẽ lấy eo nào ví dụ eo 70 đi Vậy thì 1 phần 4 của 70 thì các bạn sẽ lấy cho nó là 17,5cm Đó 17,5cm sau đó các bạn cộng với 2,5cm Cái phần uh, ni ấy Rồi sau đó các bạn vừa cộng với 1cm cử động Đấy Khi các bạn cộng cái phần trên này cộng 1 Thì dưới này các bạn cũng cộng với 1 Và nhớ là nếu cộng 05 cử động Để chừa thân sau cộng 05 Thì phần thân dưới này cũng cộng theo nhau hết Và các bạn sẽ nối vào đây cho mình Đó. Và Và khi các bạn à, nối vào đây thì cái phần mông này, tiếp đến mông của chúng ta nếu chúng ta lấy mông là 88 này thì chúng ta sẽ lấy 1/4 mông là 22, chúng ta sẽ lấy ra đây và cộng 1 là 23 cm. Đó. Sau đó chúng ta sẽ nối vào với nhau. Đấy, khi chúng ta nối vào thì các bạn lưu ý cho mình nhá, cái phần nối này này đây mình nối bằng cái mực này cho nó rõ cho các bạn nhìn Khi các bạn nối cái phần này này Các bạn thấy nó thẳng đơ một đường không Thì khi các bạn nối vào Các bạn sẽ nối luôn xuống cái phần ở dưới rồi Các bạn chỉnh cho mình Từ cái phần này này đúng không Là xuống dưới cái chiều dài của cái đầm Các bạn sẽ lấy chiều dài đầm như các bạn mong muốn Xuống gối là bao nhiêu Thì khi các bạn lấy ở trên này 1 phần 4 mông cộng 1 1 phần 4 mông này cộng với 1 này đúng không ạ thì nó được là khoảng, ví dụ mông H88 là 22 Cộng với 1 là 23 Thì xuống dưới này các bạn sẽ đánh cong vào cho mình từ 3 cho tới 4cm Với cái đầm mà chúng ta may nó hơi hơi ôm Muốn nó hơi ôm thôi thì chúng ta trừ đi 2cm Đúng không ạ? Còn nếu nó muốn dáng nó đẹp hơn thì phải trừ ít nhất là 3cm Còn đối với vải giãn ấy, thì chúng ta phải trừ tới 4cm đó vậy nó giãn chúng ta cảm giác nó giãn nhiều thì phải cộng ở uh, trừ nó đi tới 4 cm thì cái đường này này nó mới xuống đây nó mới đẹp được vậy thì trên này này là 23 thì xuống này mình sẽ lấy là 20 hoặc là 19,5 các bạn lưu ý nhé đó và sau đó là mình kẻ hai cái đường này vào với nhau và khi các bạn kẻ vào các bạn có thấy là khi nối cái đường dưới này nên cái đường này sau định nối xuống đây nó thành hình tam giác này này các bạn thấy không ạ? Nếu nó hình tam giác như thế này thì không bao giờ nó đẹp. Các bạn sẽ phải đánh cong từ bên này này sang đến bên này là khoảng 10 cm này. Các bạn đánh cong cái phần này lên cho mình. Để tránh tình trạng nó bị gãy các bạn phải đánh nó hơi nhẹ nhẹ lên. cái thước nó to quá mình nhìn nó đó các bạn sẽ đánh cong cái phần này nhá đánh cong cái phần này nên để cho chống tình trạng nó bị gãy các bạn cứ đánh mướt cho nó thôi à đó đánh mướt nên cong cong nhẹ nhẹ nên để cho nó hơi xuôi về trên này từ 0,3 cho tới 0,5 cm để làm sao cái phần mông này của chúng ta nó được cong đều nên cho nó đẹp đừng để nó gãy là được đấy và khi nên đến đường này thì chúng ta đã có cái đường này rồi các bạn thấy không ạ có cái bên này rồi thì có phải từ cái phần này chúng ta nối vào bên này nó sẽ ra cái phần vòng nách của chúng ta nhẹ nhàng luôn mà không cần phải đó thấy không ạ à? khi mình nối cái đường này với đây các bạn sẽ chia cái phần này đó kẻ một đường ra đây các bạn sẽ chia cho nó thành ba phần bằng nhau đúng không ạ à? và các bạn nhớ là khi chia thành ba phần bằng nhau như thế này này thì mình đánh cho nó từ cái đường này vào đây thêm 0,5cm nữa Và đánh cong cái phần vòng ngực này cho mình Đó, thì khi các bạn đánh cong vòng ngực như thế này này Thì các bạn có thấy là cái vòng ngực nó được cong không? Nó được cong vóng vào đây Thì nó mới đẹp đó, các bạn lưu ý là đối với cái áo mà vòng phọc rộng ấy thì từ cái ngoài kích này vào đến đây nó chỉ vào tới đây thôi này từ cái phọc rộng ấy thì cái kích nó nổi ra ngoài các bạn nhé để cho cái phần vòng nách nó đỡ cong đi thì nó sẽ nó sẽ đẹp khác hẳn nó khác nhau với phọc rộng với phọc ôm body nó khác nhau hoàn toàn khi mà mình cộng đó thì các bạn thấy là từ đây ấy, các bạn sẽ lấy phần à, rộng ngược này thì khi các bạn đo rộng ngực được ấy thì các bạn sẽ đo từ cái đỉnh đỉnh ngực ấy sang tới cái đỉnh ngực bên kia. Với size M này nó khoảng là 20 cm hoặc là 21 cm các bạn nhé. Thì mình sẽ lấy vào đây cho nó là khoảng 1 phần 10 ngực trừ đi 0,5 hoặc 1 Đó thì các bạn sẽ có một cái đường đi xuống dưới Làm cái đường đi như thế này Đó Và các bạn lưu ý cho mình Các bạn xin đó xin lỗi các bạn nhá. À, mình dùng cái thước 50 xong mình lại có hai cái thước vì thế cho nên cứ cái thước 50 với thước 60 là mình đánh lộn đó. Cái thước 50 và cái thước 60 là mình cứ cầm cái thước một phát là mình lại nhặt lộn sang cái thước bên kia. Lúc nào mình cũng có hai cái thước ở trên tay vì thế cứ nộn cái thước 50 với cái thước 60 các bạn thông cảm nhé. Đó. Và khi các bạn Con đi ra, con đi ra. À, mình cứ lộn cái thước 50 với cái thước 60 đây này, thấy không ạ? Nó chênh nhau 10 cm. Vì thế cứ tẩu hỏa nhập ma nâu nâu làm là cứ cứ nhầm từ cái thước nọ sang cái thước kia. Đó. Và các bạn lưu ý cho mình nhé. Khi mà các bạn tính cái thước cái, cái 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 đường này này, các bạn sẽ lấy này. Cái phần uh, ni ở đây, có một bạn buổi chiều hỏi là em không biết hạ ni như thế nào. Thì các bạn nhìn cho mình từ trên cái phần này Từ trên phần hạ ngực này Xuống tới cái phần eo này Các bạn sẽ lấy cho mình chia đôi ra Các bạn chia đôi ra cũng được này Đúng không ạ? Khi các bạn chia đôi từ đây xuống đến đây Và các bạn lấy điểm này Các bạn sẽ nối vào đây cho mình Đó Thì khi các bạn nối được một điểm như thế này Thì các bạn sẽ lấy tiếp cái điểm còn lại cho mình xuống đây Là khoảng 3 Từ 3 cho tới 3,5cm cái phần ni này Và các bạn nối vào đây này đó Thì nó sẽ ra cái phần ni sườn của chúng ta Và các bạn lưu ý cho mình là cái ni sườn này này Nó chỉ áp dụng với đầm Đầm để chúng ta xoay chuyển ni thôi các bạn nhé Nếu đầm nào mà các bạn bắt buộc phải may cái ni này Thì nó sẽ không may vào đây đâu Nó sẽ không may vào vào cái đầu tiêm ngực này mà nó sẽ cách cái tim ngực này ra ít nhất là 1,5 cho tới 2,5 cm chứ nó không đưa vào giữa cái phần tim này. Các bạn, ừ. bạn lưu ý cho mình, nếu mình may ni, nếu may ni, các bạn hình dung như cái áo dài ấy thì có phải là từ cái phần này đi ra cái ngoài đầu ni khoảng 2 cm cho tới 2,5 cm là người ta không có may đâu. Đó, người ta may về có tới đây thôi xong người ta đánh góc nhọn nó ra đây này. Đó. Như thế này, đúng không ạ? Lưu ý cái cách này nhá Còn đưa vào tới đây chỉ để xoay chuyển tim ngực Để chúng ta xoay chuyển để làm cái đầm thiết kế thôi Tiếp đến khi chúng ta đánh cái phần ni này này Thì cái ni này nhá nó sẽ được tính như sau Khoảng là 2,5 cho tới 3,5cm ở cái ni này Thì nếu mà cái ni này này Các bạn phải biết được nếu cái eo của người ta nhỏ ấy, Thì mình cho cái ni này nó to ra thì được Đúng không ạ? Nhưng nếu cái ni cái eo này của ta Thay vì cái eo này của họ có 70 đúng không? Mà có người có eo này nó chuyển thành 80 Thì khi cái phần eo này được thành 80 ấy, thì nó bị to đúng không ạ? Mà nó to thì chắc chắn là cái ni này nó chả còn bao nhiêu cả Cho nên phải lưu ý Vì sao cái ni to, ni nhỏ thì các bạn lưu ý cho mình ở cái chỗ đó Và từ cái phần mông này các bạn lưu ý nhá Mình lộn cái thước đó Mình cầm cái thước lộn cho nên mình đo từ trên này xuống dưới Nó ở cái số đo ở đây này Đúng không ạ? Chứ không phải cái thước này đâu nhá Mình lộn cái thước đây này Cho nên nó phải ra cái thước này đó và các bạn đánh cong thì mình đánh cong lại cái phần này. Đó. Và các bạn lưu ý cho mình cái phần ni này từ cái phần mông này lên đây các bạn phải chừa cho mình khoảng 4 cm. Sau đó là các bạn đánh cái phần ni ni cong này cho mình ở đây. Đó. Thì khi cái ni cong này ở đây này thì cái phần trên này các bạn lưu ý cho mình như sau, nếu các bạn xoay chuyển tim ngực thì chắc chắn là các bạn phải nối nó vào cái phần tim ngực này này. Đúng không ạ? Nhưng các bạn không xoay chuyển tim ngược mà các bạn may cái ni ấy thì các bạn phải hạ nó xuống đây khoảng 1,5cm. Và cái đầu bên của chúng ta nó sẽ đi tới đây thôi này. Đó. Nó sẽ đi rụt đu đu và tới đây và nó bầu bầu ấy các bạn hình dung không ạ. Đấy. Thì các bạn lưu ý cái phần ngực này cho mình. Phải đánh bầu như thế này. Thì nó sẽ ra cái phần tim ngực của mình nhé. Đó. Và khi các bạn à, xong cái phần này có phải là các bạn cắt cái phần rập chính này ra. Thì nó sẽ ra cái phần à, cổ của chúng ta như thế này. Đây, vai chúng ta cắt theo đường này. Đó, và các bạn lưu ý cho mình một cái như thế này nhá. Nếu chúng ta có cái ngực to ở đây này mà chúng ta đưa cái phần bên ngực vào đây. Cái phần bên ngực ở đây này, các bạn sẽ lấy bên ngực từ cái phần tim này, lấy ra từ cái phần kích ngực ngang cái kích ngực hạ tám này, các bạn có thể lấy xuống đây khoảng 1,5 cm và các bạn đưa nó sang đây. Đó, thì các bạn có cái đường này này mà các bạn muốn cho cái phần ni này vào đây. Ni này vào đây khoảng từ 1 cho tới 1,5 cm. Nếu ngực càng to thì ni to còn không thì trung bình ni của nó là 1 cm. Và các bạn đánh ni vào đây. Vậy các bạn lưu ý cho mình là cái ni ở đây này nó chỉ áp dụng cho những người nào ngực to. Đúng không ạ? Ngực to nhá, còn nếu ngực ngực to là cái quả ngực to ấy chứ không phải vòng đo của chúng ta to đâu. Vòng đo của chúng ta to không ăn thua cái vòng ngừa vòng vòng quả ngực nó to ấy, thì chúng ta mới cần phải cho cái ni này và khi cho cái ni này ấy thì chắc chắn là cái vòng nách nó sẽ bị thu hiệp lại các bạn hình dung ạ thì khi nó mà, mà nó thu hiệp vào thì chắc chắn là cái đường hạ ngực này nó sẽ bị đánh xuống đây để nó tăng cái độ dài của vòng nách ra nếu không thu bên ngực vào nó sẽ bé vòng nách bé tí lại thì chúng ta bị chật vòng nách các bạn hình dung các bạn cắt kiểu gì mà khi chúng ta đo kiểm tra 1 phần hai vòng nách nó sẽ chuẩn vào cái vòng nách mà chúng ta canh ấy Vậy nếu mà vòng nách của chúng ta đo được là 40cm Đúng không ạ? Thì có phải là 40cm Chia cho 2 sẽ bằng 20 này Đúng không ạ? Vậy thì 20 này sẽ là từ trên cái vòng ngực này hạ xuống đây Mình đang hạ 19 đây này Tức là 20 sẽ trừ đi 1 Là 1 phần 2 vòng nách trừ đi 1 này các bạn thấy không ạ? Vì sao trừ 1? Bởi vì chúng ta còn cái đường rông vai nữa mà Các bạn nhớ nhé Vậy chúng ta phải tính làm sao mà cả một cái vòng nách này này khi cộng xong ấy cắt xong một cái áo ấy cái cộng cử động cho nó ra là khoảng 43 cm đó có nghĩa là khi mà vòng nách của chúng ta đo được 40 thì chúng ta cắt xong cái áo này ấy, vòng nách nó khoảng 42 hoặc 43 cm là ok còn với cái vải thun ấy thì chúng ta có thể tính cách khác và khi thun thì sẽ cắt theo công thức của vải thun. Nếu mà mang cái công thức của vải bình thường, cái vải này là vải hơi giãn nhẹ thôi nha các bạn nhé. Còn nếu mà cái vải nào nó giãn mạnh như thun của Atiway, cái thứ thì bắt buộc các bạn thay đổi hoàn toàn công thức để cho nó bé gọn lại. Đó và cái phần sườn thế này, này, khi các bạn có cái phần ni này, có phải là cái phần ni này các bạn đo từ cái phần tim này đi ra đây cho mình. Đó, là các bạn đo được khoảng 15 cm này. Đó, 15 này đúng không ạ? Thì các bạn cũng đo từ cái tim này lên cái đường này cho mình là khoảng 15cm Đó Sau đó các bạn sẽ nối cái đường này này Đó Và các bạn nối nó lên đây Thì đúng là từ cái đầu này Vào đến đây 15 năm Từ đây vào đến năm Khi các bạn gấp cái phần ly bên này Là nó sẽ chuẩn cho các bạn nhé Đó các bạn lưu ý này Gấp cái đường biên này các bạn sẽ gấp vào đây Đó Thì các bạn có thấy là nếu mình đo từ đây lên đây là 15 Nó sẽ đọ vào đây là nó vừa khít này thấy không ạ Nó sẽ vừa cái đường mà các bạn đánh ra này thấy không Và các bạn cắt theo cái đường này Các bạn cắt theo cái đường này Đó và các bạn bật nó ra ấy, thì cái đường này nó sẽ như thế này này các bạn hình dung không ạ đó sườn của chúng ta nó sẽ như thế này Và nhớ là cái phần ni này nó sẽ được di động này Từ 2,5 nếu người nào ngực nhỏ Các bạn lưu ý cách cắt công thức thì nó như thế Nhưng khi chúng ta ngực nhỏ thì cái ni này chỉ khoảng 2,5 cho tới 3cm Đó Tăng dần, ngực nhỏ thì 2,5, ngực vừa vừa 3cm và ngực to nên tới 3,5, tới 4cm. Đó, chứ không được khống nó. Nếu mà cái người nào ngực bé tí các bạn cho cái ni này 3,5 cm vào nó sẽ bị dư ở cái phần này này, đúng không ạ? Nó dư ra bởi vì các bạn làm cho cái ni to quá nó phồng ở chỗ ngực này nên nó cũng không đẹp đó. Chứ không phải cái công thức nào cũng đưa cái phần ni đó vào 3,5 hay 4 cm vào đấy thì nó dư ra đấy thì không mặc được đâu nhá. Cho nên cái công thức thì mình hướng dẫn để cho các bạn biết cả kinh nghiệm như thế thì các bạn sẽ làm được. Và các bạn lưu ý cái phần này cho mình nhá. Khi mà mình đo nhầm cái thước là nó xuống dưới thôi, mình sẽ chỉnh lại cái phần này như thế này mình cắt đi cho nó rõ cái phần cho cái các bạn rồi nhé các bạn nhé à, nếu mà các bạn thấy cái chỗ nào không hiểu thì các bạn có thể hỏi mình hoặc chỗ nào cảm thấy không đúng thì cũng nói cho mình biết để rồi mình hướng dẫn lại cho các bạn đó và đây là cái đầm chính của chúng ta này đúng không ạ Dài hay ngắn thì các bạn nhớ là tự mình xử lý nói nhé Đó, bây giờ các bạn sẽ thấy này Khi mà có cái công thức này Thì các bạn sẽ thấy cho mình như sau Với cái công thức mọi ngày mình hướng dẫn cho các bạn Tại sao mà mình hay hướng dẫn cho các bạn Với cái số đo mông của nó là 92 Đấy, bởi vì khi mình hướng dẫn cho các bạn Mà mang cái mông 88 này này Đấy, các bạn bỏ vào đây này Thấy không ạ, à? thành phẩm của cái mông này Là 88 đây này cộng 1 chia chia 4 cộng 1 đây này. Các bạn có thấy là cái mông gì đâu mà bé tẹo tẹo tiêu. Đối với cái mông như thế này mà cái cái eo nó như thế này này, đúng không ạ? Mà các bạn cho cái phần ni vào đây là 2,5 cm. Sau đó các bạn lại đánh cái phần này lên đây thì các bạn có thấy là cái eo này nó to gần ngang với cái mông rồi nhìn nó không đẹp, đúng không ạ? Đấy, vì thế cho nên là tại sao hôm nay mình lại chủ hướng dẫn cho các bạn mông 88 để cho các bạn biết rằng là cái số đo cơ bản mà nó đúng với size của người ta ấy, thì cái mông này ít nhất phải là 90 hoặc 92 ấy thì mới là đúng là số đo của người mẫu nó mới đẹp, đúng không ạ? Còn nếu mà lấy 88 cho cái mông nếp chẹp như thế này có phải là nguyên cái vòng eo này mà 70 chẳng hạn thì cái vòng eo này đã cộng thêm cái ni cái nhìn nó vuông vuông cái phần này nó đâu có đẹp đâu trong khi cái cái rập của chúng ta mà nó chuẩn xác nó mẩy ghê lắm các bạn hình dung nhá nếu mà cái rập chuẩn của chúng ta nó cộng thêm ra chỗ này này đúng không ạ nó cộng thêm một cm nữa tự nhiên cái vòng mông của chúng ta nó được đánh ra phía ngoài này đấy thấy không ạ à? nó sẽ cong cái vòng mông của chúng ta đẹp hơn đấy vì thế cho nên là ví dụ cái người nào mà họ nhìn cái rập như thế này họ bảo là ôi trời ơi cái con đấy nó cắt cái lập gì đâu mà là nhìn chẳng đẹp tí nào Đấy thì các bạn phải lưu ý cho mình như sau Cái hợp nó đẹp hay không là ở số đo của khách hàng quý của mình ấy chứ còn trời ơi nếu mà mang cái lập đẹp có đẹp đến mấy mà đưa cho cái người mặc cái họ không đúng sai mặc cũng chả giống ai đấy, các bạn phải nhìn và thực hành rồi đưa cho cái người mà mình muốn may cho người ta mặc thử xem thì các bạn sẽ biết được rằng là cái mông đẹp hay không nó ở con người ấy, cái người khách đó mặc chứ không phải ở cái rập các bạn lưu ý cho mình nhá à, vì xong là mình các bạn phải lưu ý cho mình một cái nữa là mình muốn cắt cái này để cho các bạn biết rằng là nếu số đo mà nó chuẩn ấy thì cái phần thân sau cắt nó rất là đẹp còn nếu số đo này nó không chuẩn thì sang phần thân sau bây giờ các bạn sẽ cắt sang thân sau này các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà cái mông nó nếp chẹp như thế này này thì nó sẽ có một cái khác hoàn toàn cho các bạn đó bây giờ mình sẽ lấy cái phần mông nhá sau đó nè mình sẽ lấy phần mông sau đó đây phần thân sau mình sẽ hướng dẫn phần mông thân sau cho các bạn và mình đặt vô đây này đó mình sẽ lấy nhá bây giờ các bạn nhìn mình lấy cái phần ngang này đây ngang eo mình vẫn lấy là ngang eo ở đây đúng không ạ ngang eo này sang đến cái phần ngang này thì không cần thiết này đúng không ạ tới cái phần uh, trên này là ngang tim ngực này tim ngực này các bạn thì chỉ biết đấy là tim ngực thôi chứ còn không liên quan gì đến thân sau cả rồi đến cái phần ngang của cái phần hạ ngực đây này hạ nách này các bạn lưu ý cái phần này cho mình khi mình lấy phần uh, ngang hạ nách này thì đối với thân sau trên cái đầu này này nó vẫn bằng nhau này thấy không ạ đặt cái đầu vai ở trên này vẫn bằng nhau sau đó các bạn sẽ lấy cho mình đây là đường ngang hạ nách. Đó, thì các bạn sẽ lấy cho mình nếu cái phần ni này này, các bạn lấy là bao nhiêu cm thì các bạn phải lấy xuống đây là bấy nhiêu cm từ đây này xuống đến đây. Đó. Nếu ni này là 3 thì các bạn sẽ lấy xuống đây là 3. Nếu ni này hơn 3 thì các bạn đo vào đây. Đó. Cái ni này là 3 cm này, thấy không ạ? À? Đó thì các bạn sẽ lấy lên đây là 3 và mình đo sát vào đây cái ni này là 3,5 cm thì các bạn cũng đo lên đây là 3,5 cm. Đó. Và cái phần ni của chúng ta nó được đánh ở đâu? Thì cái phần ngang của vòng nách thân sau nó đang nằm ở cái chỗ đó. Các bạn lưu ý nhá. Không có là có nhiều bạn vẫn không hiểu cái chỗ này cứ bảo là khi mà mình đánh ni như thế này thì cái phần thân sau nó sẽ bị làm sao ạ? Nó sẽ bị so um, Sonia hẳn nhiêu đây, làm sao nó vừa? Thì khi mình hướng dẫn, mình đã nói với các bạn là thụt cái đầu này xuống đây. Đó, đúng không? Và các bạn thì uh, chưa hiểu, mà có những người tua video đi thì không có hiểu đâu. Thấy video nó dài quá, ui ta ngán quá ta chẳng xem nữa. Thế thì sẽ không bao giờ mà biết cắt. Và bây giờ các bạn sẽ thấy này, nếu mình lấy xuống đây. Đó. Thì các bạn phải lưu ý cho mình như sau. Với một cái đầm cơ bản ấy thì cái phần rông vai bao giờ nó cũng được tính là 3 cm. Các bạn lưu ý nhá. Với một cái đầm cơ bản phần rông vai bao giờ cũng là 3cm thì các bạn cắt với cái phần từ trên này hạ xuống 19cm này nó mới đúng này đúng không ạ? Còn nếu mà các bạn không tính được 3cm cái phần này này mà các bạn cho cái phần ni này nếu ngực người ta nhỏ mình cho có 2cm hoặc 2,5cm tức là nó đang thiếu ấy, thì cái phần trên này này thay vì nó ở đây đúng không ạ? Thì các bạn phải cộng thêm cho nó khoảng 0,5cm mà đè nó lên trên này này. Đó, các bạn lưu ý cho mình nhá, nếu mà cái phần này ni nhỏ này, từ đây xuống đây nhỏ dưới 3 cm thì trên này phải cộng để bù lại cái phần đấy cho nó, nếu không vòng nách của chúng ta sẽ bị thiếu. Đấy là cách để cho các bạn lưu ý. Các bạn nhớ cho thật kỹ cái phần rông vai này. Đấy. Và nó còn có một cách đó là các bạn cắt với cái rập không số là không cần rông vai thì cái rập không cần rông vai đó nó chỉ áp dụng với những cái áo nào không có cái ni này thì các bạn sẽ xử lý dễ hơn các bạn lưu ý cho mình đó và cái phần dưới ngang eo này thì bây giờ lại đến cái trường hợp ngang eo này thì các bạn nhìn cho mình này có những bạn hỏi là khi mà mình đánh cái phần ngang eo này ra đây đó thì các bạn thấy là sao chị tâm không đổi cái phần eo này xuống dưới bên dưới khi mà cái phần ni này nó tụt xuống đây các bạn hình dung không ạ thì từ đây xuống đến đây này Cái eo này chính là cái eo sườn của nó Eo sườn các bạn nhé Mà nếu mà eo sườn thì bên này của thân trước có eo Tại sao cái eo này lại tụt xuống đây Đó, vẫn giữ nguyên cho nó Và cái eo số 2 này này Nó chính là cái eo của sống nưng đằng sau ấy Cái eo sống nưng đằng sau nó sẽ hạ sâu xuống 3cm Đó, thì cái eo đằng sau sống nưng này này Nó chỉ có tác dụng gì Khi các bạn tính cái phần eo này đi xuống dưới đây các bạn sẽ nhìn cho mình nhá. Cái phần mông này của thân trước và thân sau thì đây các bạn lấy ngang mông cho mình đi. Sau đó các bạn sẽ mở ra. Chứ các bạn không dùng cái phần mông của thân trước đánh vào mông thân sau được, nó sẽ khác nhau. Vì thế không để nữa. Nôi nó ra. Đó và khi nôi nó ra như thế này thì các bạn sẽ đánh này. Đây là phần ngang của cái phần hạ nách thân trước thì mình không có mình không dùng đến. Mình lấy cái dùng cái đường thứ hai này mình kéo thẳng nó ra. Đấy, thì đây mới là chính là cái đường mà chúng ta tính vòng nách này, đúng không ạ? Thì cái vòng nách thân sau ở phía trên này này, thì các bạn cứ kẻ sang đây cho mình như thế này. Thì các bạn có thấy là từ trên xuống dưới là mình lấy 1 phần 10 vai không? 1 phần 10 của vai đây này, thì mình cũng lấy xuống đây. Sau đó là cái phần bên đằng sau này này, thay vì đằng trước chúng ta tính là 1 phần 2 vai. Thì cái phần đằng sau này nó sẽ được cộng thêm 0,5 nữa. Thì thay vì là nếu mà vai của chúng ta thân trước là 17,5 này Đúng không ạ? Thì thân sau nó sẽ là cộng 0,5 lên đây Đấy là cách cho các bạn tính nhá Và khi các bạn tính như thế này Thì cũng y như cái phần là vai của thân trước ấy cái thì mình đã tính cho các bạn là từ trên này này Các bạn lấy xuống đây khoảng 8cm hoặc 9cm cái phần kích ngực ấy Thì khi các bạn đo kích ngực ở đằng trước rồi Thì cái phần thân sau nó cũng như thế này Các bạn sẽ lấy này từ bên này sang đến bên này là 18 cm. Nếu cái vai của các bạn là 3,5 đúng không ạ? À là 3,5 đấy. 3,5 này chia cho 2 sẽ bằng 17,5 đúng không ạ? 17,5 chúng ta sẽ cộng với 0,5 vào đây, đúng không? Là 18 này. Từ trên này xuống đây gióng thẳng xuống cho mình như thế này. Đó, là 18 từ đây. Từ cái đường từ trên này hạ xuống đây khoảng 8 hoặc 9 cm, chúng ta cũng vào cho nó khoảng 1 cm. Đúng không ạ? À? Sau đó là chúng ta kẻ nó vào đây này Chúng ta cũng vào đây cho nó khoảng 1 hoặc 1,2cm chúng ta cũng đi xuống đây Đó, thì nó cũng ra cái phần thân sau của chúng ta Nó ra cái phần thân sau đây này, đúng không ạ? À? Đấy, nó ra cái phần mà đánh cua cái vòng nách Và các bạn sẽ thấy cái vòng nách của mình đây Đó, cái vòng nách của mình hay cắt dở ở đây này Các bạn thấy không? Mình hay cắt cái vòng nách sẵn ở đây này Đó, khi mà mình đưa nó vào đây này thì các bạn có thấy không Từ đây vào đến đây khoảng 1,2 cho tới 1,5 này Nó cũng bằng với vòng nách chuẩn mà mình hay dùng rập này. Các bạn thấy không ạ Rập của mình có cặt đống nơi này Đấy Thì các bạn cũng thấy là nó sẽ đánh chuẩn Chỉ cần các bạn tính được như thế là nó chuẩn thôi Chứ còn chẳng cần phải làm cái gì cao sang mình đánh từ đâu Đánh vuông góc xuống Từ cái phần kích ngực từ trên vai này xuống đây Từ 8 cho tới 9cm Vào đây cho mình khoảng 1,2 tới 1,5cm Sau đó là các bạn sẽ lấy cái đường này này Đúng không ạ và cái phần sườn đấy này thì sườn thân sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt như sau với cái phần thân sau này nhá từ cái phần ngang eo này đó chính là cái phần eo của thân trước nó là eo sườn của cả thân sau sau đó cái phần eo này nó là eo của cái phần phần eo dưới này nó chính là eo của cái sống thân sau các bạn lưu ý. Đó, thì hai cái eo này thì nó cũng như nhau thôi, nó cách nhau như thế chứ khi các bạn tính thì đó các bạn sẽ lấy cho mình như sau này. Từ cái phần này này, đúng không ạ? Từ cái phần đây nhá. Từ cái phần đây của thân sau, các bạn vào sống thân sau vào từ 1,5 cho tới 2,5. Đấy. Thì các bạn lưu ý là với công thức cơ bản thì các bạn chỉ nên vào cho nó khoảng 1,5 cm và các bạn đưa nó vào đây. Đấy. Thì cơ bản là cơ bản nhất cho nó ấy là các bạn đánh như thế này Bởi vì sao? Từ trên cái phần đầu cổ đây này Đó Các bạn sẽ lấy xuống đây cho nó khoảng là 7, 5 tới 7 cm Và các bạn đánh nó xuống dưới này Đấy Thì lưu ý đối với mình là mình hướng dẫn cái phần sống thân, thân sau này trước Để cho các bạn lưu ý là Tại sao mà nó lại vào từ 1 cho tới từ 1,5 cho tới 2,5 tức là nếu cái phần sống thân sau của người ta đầy ấy thì các các bạn chỉ vào cho họ là 1,5 thôi. Còn nếu mà cái sống thân sau các bạn thấy nó sâu ấy, thì các bạn mới vào tới 2,5 bởi vì các bạn phải lưu ý cho mình là nếu các bạn vào càng càng vào nhiều tới cái đường này này thì cái phần sườn này của các bạn đá ra càng mạnh các bạn lưu ý nhá đó cho nên là nó mà đã đá ra mạnh quá đôi khi nó không đẹp cho cái cái đầm của các bạn chứ không phải là các bạn thích cho nó vào bao nhiêu cái đường này là nó vào đâu nhá các bạn phải lưu ý cho mình là cái eo này nó phụ thuộc vào cái mông của các bạn nữa đây này đó và vì sao mà mình lấy cái mông 88 cho các bạn cái mông 88 này là nó sẽ như thế này đây cái phần mông này các bạn lưu ý cho mình này từ cái phần này vào cái phần sống đằng sau này là 1,5cm Các bạn sẽ nối ra đây cho mình Đấy Thì nếu mà cái mông của các bạn ở đây này Mà các bạn đo ra đây là 88 ở đây Đấy các bạn lưu ý cho mình cái chỗ này Nhìn cho thật kỹ nhá Nếu cái mông của các bạn là bé tí đây này Mà từ bên này mà các bạn đánh cong cái đường này ra 1,5cm thì cái đường này từ đây ra đây, 88 nó nằm ở đây. Trong khi 88 cái phần thân sau của các bạn đâu có cộng cử động đâu đúng không? Mà cộng cử động nó cộng vào thân trước 1 cm mất rồi. Cho nên là trời ơi cái cái phần này nó thụt vào đây. Vậy bây giờ các bạn đo thử trên eo cho mình này. Eo của các bạn là 70 đi. Đúng không ạ? Vậy thì cái phần này sẽ là 17,5 cm. Đây. 17,5 cm này. Đấy. Sau đó các bạn lấy 15 7/5 cm này, này cộng với 2, cỡ 2 cm đi. Các bạn cộng với 2 cm đằng sau này các bạn nhớ là đối với cái vòng eo này các bạn sẽ cộng từ 2 cho tới 2,5 cm cái phần ni ở giữa thân sau này. Đúng không ạ? thì các bạn sẽ có cái đường này thì không có cộng cử động các bạn lưu ý cho mình nhá cộng ly bao nhiêu thì cộng nhưng không cộng cử động vì cử động nó đã được vào thân trước đối với cái phần trên này này đó các bạn sẽ thấy là từ cái phần trên này nó kéo vào đây tức là cái phần này nó đang bị nó đang bị cắt mất bằng này này đúng không ạ khi nó cắt mất bằng này rồi các bạn sẽ đo từ cái điểm này đi ra ngoài này cho mình với ngược 86 đấy là bằng 21,5 của 1 phần tư thì nó là 21,5 ở đây đó. Vậy thì 21,5 của các bạn nó nằm ở đây, sau đó các bạn sẽ nối nó vào đây này. Đấy, nối nó vào đây vì là nó không có đường cử động. Bình thường mình hay cộng cử động ra ngoài đây này, thấy không ạ? Bây giờ không cộng mà các bạn nối nó xuống đây này. Đó, các bạn nhìn có thấy không? Đây mình lấy cái màu đen mình nối xuống cho các bạn xem. Đó. Nếu các bạn uh, nối cái phần này vào cái phần đây này, các bạn thấy không ạ? Nó thẳng tuột như một đường vuông góc nó chả đẹp tí nào. Các bạn hình dung không ạ? Nếu các bạn tính như thế này, với cái phần mông bên này mà các bạn đánh cong 1,5 mông ra đây thì nó cực kỳ là không đẹp, thấy không ạ? Đó, nó sẽ ra đây nó không đẹp. Các bạn nhìn có rõ không ta? Nhìn nó tối tối kiểu gì ạ? Đó, ra đây này. Đó, vì vậy cho nên nếu cái mông này là 88 này thì thay vì đánh từ đây ra tới cái mỏm mông này, các bạn sẽ phải nuôi vào đây cho mình khoảng 0,5 cm đúng không ạ và các bạn nối cái phần này này nó vào đây nó vào đây đó sau đó là khi nó được vào đây này thì cái phần này nó sẽ được đẩy ra ngoài này đúng không ạ và chúng ta lại kẻ cái đường này đá ra phía ngoài đó thì cái phần mông ở phía bên này này đó cái phần sườn của chúng ta nó lại đua ra nó sẽ đẹp hơn này đúng không ạ còn cái phần bên này Tại cái mông nó nếp mà Đúng không? Khi cái mông nó nếp, Mình sẽ đánh sâu nó vào trong này Đó Thì các bạn sẽ thấy là nếu lấy đường trong này không phải 5 Đẩy ra ngoài này một tí tự khắc Nó sẽ cân cái cái đầm của chúng ta Nó đẹp hơn này, thấy không ạ? Và nó tiếp một cái, vậy nếu xử, giả sử đi Cái mông này không phải là 88 Mà nó là 92cm Đúng không? Thì nó quá tuyệt vời Đúng không? Thì cái mông này sẽ được tính luôn ra cái đường phía ngoài này Đấy, nó sẽ tính ra phía ngoài này đúng không sau đó rồi nó đo ra ngoài kia là 23 cm đấy thì các bạn sẽ thấy là nó được đánh đua ra phía ngoài này này đó thấy không ạ nó sẽ ôm trọn hết cả cái khúc mông bên này vòng sang tới sang bên này đầu bên này cũng ra eo đẹp mà đầu bên này cũng có vòng mông đẹp đấy các bạn sẽ thấy không ạ mông đẹp cái đầm sẽ tự khắc cái rập nó đẹp còn nếu mà cái mông nó xấu thì cái đầm nó cũng xấu theo chứ không phải là cứ nhìn cái rập là biết nó đẹp hay là xấu các bạn lưu ý nhá đó và tiếp đến cái phần ở dưới này này cái chiều dài của chúng ta ấy cái chiều dài đầm của chúng ta ở dưới này thì các bạn sẽ nhìn cho mình ở phần dưới này trước rồi sẽ tính ở trên nhá cái phần dưới này này khi mông của chúng ta là bao nhiêu đây này đúng không ạ thì các bạn sẽ lấy này từ từ trên này lấy xuống đây nếu mà cái mông của chúng ta là 88 nó đánh theo cái đường phía trong này này đúng không ạ thì các bạn sẽ nối từ đường phía trong này xuống dưới cho mình từ trên mông này hạ xuống đây khoảng 20 cm từ trên mông này hạ xuống đây khoảng 20 cm đây này các bạn thấy không ạ đó nó chính là cái đường hạ đùi và đường hạ đùi này thì khi chúng ta tính ấy, nối sẽ tới từ đây này xuống đến dưới này các bạn sẽ vào cho nó từ ngoài này này vào đây nếu cái đường trên này mà nó đánh ra tới ngoài ngọn này thì dù trên này khoảng 0,7cm Còn nếu mà cái đường này nó bị bị vào trong với cái mông có 88cm đúng không ạ Thì cái phần này ấy, nó sẽ được đánh vào trong thêm cho nó khoảng là 1,2-1,5cm Các bạn lưu ý nhé Nếu cái mông này bị đánh vào đây này thì cái đường này nó cũng bị vào theo Cái phần dưới này này nó cũng đi vào theo Tức là cái phần dưới này này cái phần dưới này 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 các bạn sẽ vào cho nó khoảng 1,5cm Sau đó các bạn nối lên trên này Chính là cái điểm ở phía trong Đó các bạn lưu ý cho mình nhá Nó sẽ đánh vào từ cái điểm này Đánh xuống dưới này Dưới này này phải vào 1,5 này Đúng không ạ Sau đó các bạn có cái đường này Có các phần mông bên này Thì các bạn sẽ nối Cũng như phần trên này Chúng ta sẽ lấy đánh cúp vào cho nó là phần tư mông trừ đi 3 hoặc 4 theo cái thân trước ấy. Thân trước chúng ta trừ đi 3 hay 4 thì thân sau này chúng ta cũng trừ bấy nhiêu thì chúng ta sẽ đánh nó vào. Đó và chúng ta nối cái điểm này vào với nhau như thế này. Đó, vậy thì chúng ta lưu ý nè, mông to hay mông bé thì nó sẽ đẹp thì chúng ta hiểu rồi đúng không? Mông to nó sẽ đẹp, còn mông bé thì nó sẽ nép lại thì khi nó nép lại phải biết cách tính nó to thì tính hết cái phần này nó bé thì đánh bé lại thì nó sẽ đẹp đó còn nếu mà mông bé mà các bạn đánh đua nó ra đây lúc các bạn mặc nó cứ phồng cái đằng sau ra thấy không các bạn sẽ thấy nhọn mông xong bảo là ô trời cái đầm này sao mình may nên nó cứ nhọn nhọn ở đua ở cái phía này nó đua vì sao vì các bạn không gọt cái phần nhọn này đi mông của người ta bé mình đánh cong hết công suất ra như thế thì nó sẽ bị nó sẽ bị à dư đó và cái thứ hai nữa là nếu mông người ta nép thì nó được đánh nùi vào đây có những người mông không thấy đâu đúng không ạ có những người ngực ở trên này 86 này đúng không mà cái mông dưới này đặc biệt có 84 cm đấy thì các bạn lưu ý là những cái người này các bạn khi may cho người ta thì đừng có nói người ta mặc ôm body làm cái gì cả nếu mình bắt buộc phải may cho người ta ấy, thì cái mông này mà có 84 cm nhá thì từ đây này vào đến đây không phải là 0,5cm Mà các bạn phải vào tiếp cho nó khoảng là 1cm Các bạn hình dung không ạ? À? Các bạn phải đá từ đây vào đến trong này 1cm Sau đó là đánh xuống dưới Thì nó mất cái phần mông của người ta đi Nó mới không nhọn Đó đấy là xong là sau khi mình đánh vào đây rồi này Thì bao nhiêu phần mông chúng ta lại đẩy nó ra phía thân sườn này Để lấy cái độ noe bên sườn này Các bạn hình dung không? Cách cắt chuẩn 100% và các bạn phải học cái cách kinh nghiệm như thế thì các bạn sẽ hiểu được mông càng hoắt càng nhỏ thì nó càng đá ra sườn nhiều hơn và nó sẽ gọt phần này đi và khi các bạn cắt đây thì các bạn nhớ nào đối với những cái người mà cái nưng của người ta gù ấy mình cũng phải tính kiểu khác và đối với những cái người mà nâng của người ta to ấy, thì cũng tính kiểu khác và bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn ở trên này này đó và khi bây giờ có phải là từ đây vào đến đây là 1,5 chúng ta sẽ kẻ xéo cái đường này bắt đầu từ đường này xuống dưới đây Đúng không? Cái đường này có phải nó đi theo đây không? Đấy Thì chúng ta sẽ kẻ cái đường này ra Đúng không? Và chúng ta chia cho nó thành 3 phần Đấy Sau đó chúng ta sẽ ăn lấy cái phần này Đánh vào đây Đó Thì nó sẽ ra phần thân sau của chúng ta đây này Thấy không ạ? Vậy thì nó có dễ không ạ? Trời nó dễ lắm ấy Tại các bạn không biết Và tiếp đến cái phần vai này ấy, Thì các bạn sẽ nhớ là phần cổ này Bao giờ cũng đánh từ trên này này xuống này cho mình khoảng 3 cm. Cái phần cổ này vào cơ bản nếu thân trước của các bạn 6,5 thì cái thân sau này sẽ là 7. Các bạn lưu ý nhá. Rồi các bạn nối nó vào trong này. Đấy, nối nó vào 1/2 vai này. Thấy có đơn giản không ạ? Cứ thân trước mà nó 6,5 thì thân sau sẽ từ đây vào đây là 7. Nếu thân trước vào đây là 7 thì thân sau vào đây sẽ là 7,5. Đó. Và các bạn đánh xuống đây là 3 cm rồi đánh cong cái phần này cho mình. Nếu bạn nào không biết đánh như thế nào thì lại làm một quả vẽ vẽ vuông xuống sau đó lại vẽ ngang sang chia cái phần này từ đây ra đến đây làm 3 phần bằng nhau và từ cái phần số 2 này các bạn sẽ đánh lên đó thì nó cong thành hình vòng cổ của các bạn và các bạn lưu ý cho mình là tại sao đầm thiết kế có ni đấy hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn luôn một cái là có ni vào đây để cho các bạn biết nhá từ cái phần ni này đây cái ni ở trên vai này này các bạn sẽ lấy từ cái phần ni này vào đây cho mình cái ni thân sau này thì các bạn sẽ lấy 1/10 ngực cộng với 2 cho mình. Ví dụ gì? Ví dụ là 8,5 cm là ở đây này. Ví dụ là ngực 86 này, 8,6 ở đây sẽ cộng thêm cho nó khoảng là 1,5 đi. Các bạn sẽ cộng với 1,5, 1,5 cm chẳng hạn. Sau đó các bạn sẽ lấy cái phần ni này xuống đây. Cộng 1,5 hoặc cộng 2 nhá. Sau đó các bạn đánh xuống đây. Đó. Các bạn cộng với 1 một, 1/10 một ngực cộng với 1,5 hoặc 2 các bạn đánh xuống làm cái phần ni này thì cái phần ni này các bạn cũng lưu ý là từ cái phần ngang mông này này nên tới trên này thì các bạn cũng đánh lên cho mình khoảng 3,5 tới 4 cm để các bạn làm cái phần ni này thì các bạn nhớ là cái phần ni này này nó có cái eo ở trên sườn này và cái eo ở sau lưng đây này nó cùng một cái eo tức là hai cái đường này các bạn sẽ đi thẳng xuống này thấy không ạ và các bạn đánh cái phần ni này cho nó thì các bạn đánh như thế này cho mình Đó, thì các bạn sẽ đánh lên Thì cái phần ni này nó sẽ được đánh như thế nào Thì các bạn sẽ nghe cho mình nhé Cái phần ni này này Nó được đánh lên đây Hoặc nó đánh xuống đây Hoặc nó đánh lên trên này Đều được hết là do công thức Có nghĩa là theo người ấy, là do người ấy Nếu cái người nào mà trên này người ta đầy đặn ấy Thì các bạn sẽ tụt cái đường ni đầu ni này xuống dưới bên dưới cái đường hạ này cho mình các bạn hình dung không ạ? Còn nếu mà cái đường này này đằng sau người ta gầy nhom, sơ xác ra, người ta độc 40 kg với mà cao 1,5 m, 1,6 m ấy thì các bạn thấy ốm nhắc nhau à? Thì cái phần này nó sẽ được đánh lên trên này để nó thu bớt cái phần nưng này của họ lại cho họ khỏi bị rộng cái phần thân sau này, các bạn hình dung không ạ? Đó, và tiếp đến cái phần ở trên này này, nếu mà các bạn thấy đo ấy, người ta vay u thịt bắp thì tức là từ cái phần này này. Đây, từ cái phần này ra ngoài đây nhá mình vẫn hướng dẫn cho các bạn là tại sao mà mình cắt nhắm chừng ấy không bao giờ mình đo cái phần này là vì sao mình cứ lấy từ cái phần thân trước có phải thân trước mình hay tính cái phần cúp này là ngang là 15,5 năm năm đây này các bạn thấy không ạ từ đây sang đến đây kích của mình hay tính 15,5 năm xong là cái phần thân sau mình cứ đánh làm sao đánh cong cái phần này mà nó to hơn cái phần thân trước nách thân trước khoảng 1 cm thế là mình đánh thành cái vòng vai chẳng bao giờ mình đo cái phần này mấy khi cả là vì sao Vậy khi các bạn mà thấy người ta béo uh, mập, hù nô ra cái phần ở phía trên này nói thì nó thô vậy thì các bạn ạ. Nhưng mà đấy là sự thật. Cảm giác trong đầu mình nghĩ ôi chà người ta mập thế cơ mà. Thì cái phần này này. Đấy, các bạn sẽ cho một cái ni, các bạn có hình dung là cái cái ni này nó đang đi thẳng lên trên này nhá, nhìn lên đây. Nó đi thẳng lên trên này. Đấy, cái ni này nó đang lên đây này, đúng không ạ? Và từ trên này, các bạn sẽ chia một phần hai vai này ra. Các bạn sẽ kẻ xuống đây cho mình. Đó. Từ trên cái phần đầu vai này xuống đây khoảng 9cm. Đó. Từ đây xuống đây khoảng 9 hoặc 9,5cm. Đó. Các bạn sẽ làm cho mình một cái ni vai ở đây. Đó. Thì cái ni vai này nó sẽ từ 05 tới 1cm. Nếu mà người nào mà họ mập lắm luôn ấy mà các bạn thấy cao gù nâng ấy. Thì các bạn phải tính cho cái ni này tới 1,5cm. Để cho cái phần ni này này nó sẽ thu cái phần ni này lại có phải chỗ này nó sẽ phồng lên không các bạn có hình dung được không ạ? Khi cái ni này vào nó sẽ phồng nâng cái phần này lên. Đấy. Thì cái phồng cái nâng phần này lên nó sẽ có độ chứa ở đây này. Các bạn có hình dung không ạ? Vậy thì khi mà cái ni này nó được sắp vào đây thì nó sẽ được thay đổi là cái phần đầu đây này. Thay vì vai nó ở đây này, các bạn sẽ phải đánh nó ra đây, nếu cái ni này bao nhiêu thì các bạn phải tính cho nó ra đây bấy nhiêu như thế này. Đó các bạn hình dung nhé khi cái ni nó vào các bạn phải đánh cái phần nâng nó ra đó khi các bạn đánh ra đây thì các bạn thu nơ ni ở đây này đúng không thì phần này nó có độ chứa này đấy là cách ni cho các bạn vậy sao các bạn biết là họ may có ni đấy nhưng mà khi họ may các bạn trả trông thì cái ni ở chỗ này đâu cả đúng không ạ thì cái đấy thì nó còn phải vào cái nút mà các bạn may ấy khi các bạn may thì các bạn phải tự biết được nếu các bạn muốn may cái ni này thì các bạn để im nó như thế các bạn may Đúng không? Còn nếu các bạn không thích may thì nếu các bạn cho cái phần ni này là 0.5 hay 1 thì các bạn sẽ làm cho mình là các bạn sẽ chia cho nó. Chia cho nó 0.5 cm ấy thì các bạn sẽ đánh cái phần này này. Các bạn sẽ tính cho nó 0.5 cm nằm trên cái phần 0.5 cm nằm trên cái phần vai này và khi các bạn may ấy thì các bạn sẽ cầm cái phần vai này vào. Có nghĩa là mang cái phần thân trước này có 10 chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ phần thân trước 10 mà phần thân sau nó đang có 10,5 thì các bạn sẽ cầm vào, đạp giữ cái phần thân sau trước đi, sau đó các bạn sẽ ráp nó vào với nhau thì nó sẽ bằng là nó bỏ đi bớt cái biên 0,5 cm cho các bạn. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp số 2 là các bạn sẽ phải chia cho cái phần ở bên cổ này. Đó, các bạn chia vào đây. Đúng không ạ? Các bạn cho cái phần bên này là 0,5 cm ở bên vai này, sau đó lại đưa cái phần vai này là ở bên cổ này cho nó năm cm và khi các bạn may các bạn lại phải cầm cái phần cổ này vào cho nó năm cm thì nó sẽ có một cm nằm ở trên đây là cái ni của nó các bạn cái hình dung ạ đấy là cách trượt tiêu ni thôi còn nếu các bạn may mà các bạn có thể trượt tiêu nó theo kiểu khác như thế này thì có nghĩa là nếu mà các bạn may cái áo vét ấy đúng không ạ thường các bạn may áo vét tông hay là áo um, măng tô ấy các bạn thường đưa lên trên cái phần này từ đây lên đến đây Đúng không? Các bạn hay làm cái cúp ấy Các bạn đưa cái cúp lên tới trên này này Đúng không ạ? Đó Các bạn kéo vô đây Đúng không? Thì khi các bạn kéo vô đây thì có phải nó trúng ngay cái ni này Thì các bạn trượt tiêu cái phần ni bên này đi cho mình vẽ vào như thế này này Đó Là nó sẽ bỏ cái ni này đi cho các bạn Các bạn cái hình dung đây là cách cắt của áo vét đấy Và các bạn phải nhớ lưu ý là khi cái video này nó quá dài Đấy Thì mình cũng làm cho các bạn như thế Để các bạn hiểu được rằng là tại sao có những cái áo vét các bạn rỡ ra để mà cắt lại chưa chắc các bạn đã biết họ cắt kiểu gì bởi vì sao nó có ni này rồi nó có ni chỗ nọ nó có ni chỗ kia trong khi mình chẳng biết cái ni nó nằm ở đâu đo đại đi thì làm sao nó trúng đúng không cho nên mình phải biết là cái ni nó đang nằm ở đâu nếu mà có cái đường này phần đan họ rã theo ni họ đưa cái ni này nuốt chửng vào trong cái phần rã cúp này này thì các bạn may các bạn chả biết nó nằm ở đâu nếu các bạn có may công đoạn cho các, cho họ các bạn chỉ nhìn thấy cái rập của người ta thôi chứ thực ra các bạn chả biết họ làm cái gì ra cái rập như thế cả đấy thì các bạn lưu ý cái phần đấy cho mình vậy là khi các bạn cắt như thế này này cái phần thân sau là các bạn trượt tiêu đi đó thì nhớ cho mình đặc biệt là cái phần thân sau này nó vào nó vào nhiều hay vào ít nhá cái sống này vào nhiều hay vào ít cũng là do cái phần mông của người ta đấy đây này nếu cái mông nép ấy thì cái phần này này nó còn đi theo vào trong này Đúng không? Cái mông mà nó quá nếp Nó mông tới 84 ấy Cái phần này nó lại còn đi vào trong này này Nó đi tiếp vào trong này thêm cho nó Cái phần sống lưng này ăn sâu vào Rồi nó lại kẻ xuống dưới thẳng dưới này như thế này Đó các bạn hình dung nhá Nếu mà mông nếp quá trời Thì cái này, này nó sẽ được ăn theo Rồi nó lại từ trên này nó đi phi xuống dưới này Đúng không? Rồi nó đi thẳng xuống dưới 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 lai kia Chứ nó không nằm ở cái phần này cả như thế này đâu thì đấy là kinh nghiệm mà cắt cái phần rập cho các bạn đấy còn cách các bạn mình hướng dẫn là à, nói chung là hết sức có thể để cho các bạn làm rồi còn à, thiên tài tới đâu đấy là do các bạn đấy có bao nhiêu thứ mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn thì mình hướng dẫn hết rồi chịu khó nghe cái video này dài một tí nhưng mà các bạn à, À, học được cái gì từ mình ấy thì chả biết là nó có giỏi thật hay không ý là nó có nó có đẹp hay không nhưng mà các bạn cắt thử đi thì thấy nó đẹp thì các bạn uh, khen nó đẹp còn nếu mà nó xấu thì các bạn bảo ừ thì nó xấu thì dùng tạm vậy không thì mình học người khác nó đẹp hơn nhưng mà khi mà các bạn học như thế này chịu khó nghe cái bài này vất vả một lần thôi một ngày thôi làm ra bộ rập đi sau khi mình làm ra bộ rập ấy mình có cái bộ rập cơ bản rồi ấy thì mình sẽ làm được tất cả những cái đầm khác mà nó chuẩn đấy thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình là cắt cái vòng mông này thật chuẩn theo cái số đo mông của người ta mông to tính theo kiểu mông to mông bé tính theo kiểu mông bé đó còn khi các bạn cắt cái mông chuẩn ấy thì các bạn cứ cắt theo cái mông như thế này cho mình bây giờ mình sẽ lấy một cái bộ đập chuẩn ra để giúp các bạn cắt một cái bộ mông chuẩn thì mai các bạn cứ vậy mà làm nhé đây À, cái rập này, ví dụ cái rập này là cái nâng cái rập của mình đi chẳng hạn. Đúng không ạ? Và mình đặt nó vô đây cho các bạn nhìn này. Đó. Thì các bạn thấy là đây là một bộ rập chuẩn. Thì mình hay dùng để cứ dùng cái rập này vẽ lên cái tờ giấy. Sau đó mình sẽ dạy cho các bạn đó. Mình hướng dẫn cho các bạn đó. Thấy không ạ? Thì mình dùng cái rập này. Bởi vì mình thì à, nói chung là... À, dòng cắt là ẩu nhất thế gian chỉ muốn nhanh thôi cho nên ngay cả cái này mình cũng không cần cắt cho nó đẹp mình chỉ cần khuyết ra để cho khi mà mình đánh dấu ấy mình gạch 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 như thế này gạch thế này gạch thế này nó nhanh đó là mình cắt cho các bạn chứ không mình không có mỹ thuật là mình cứ phải đứng nắn nóc cho nó đẹp sau đó rồi mới làm thành cái rập là mình không có mình chỉ cần một cái rập như thế này sau đó mình đặt cái tờ giấy như thế này nên đúng không mình vẽ 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 ra sau đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái một cái đầm khác chỉ theo cái công thức như thế này thôi và cái rập chính của mình thì nó như thế này các bạn nhìn thấy không ạ đó thì các bạn nhìn thấy cho mình là từ cái phần đây này ra tới cái phần mông thì các bạn thấy là mông của mình đây là mông 23 cm này đó thấy không ạ các bạn thấy mông 23 cm 23 cm các bạn sẽ thấy nè cái, cái eo với cái mông nó cân đối vào với nhau thấy không ạ nó rất là đẹp Đấy, cái mông vừa giờ có 88cm, nó tự nhiên nó thụt lủn vào, nhìn nó chả đẹp tí nào. Vì sao mà những người hướng dẫn người ta hay chọn cái không số chuẩn là như vậy? Người ta không thích dạy những cái số mà nhìn nó đét đèn đẹp. Bản thân các bạn nhìn các bạn cũng bảo là Ô, ôi trời ơi, à, nó xấu thế, không biết nhìn cái tập nó xấu thế thì À, mình làm sao mà mình học được mình nhìn nó xấu thế thì mình học cái gì đó thì nói thẳng ra bản thân cái người nhìn cái rập ấy thấy nó đẹp thì các bạn sẽ thấy đấy vậy thì các bạn sẽ thấy là từ cái phần đây này đó mình vào cái phần đó các bạn thấy không ạ mình vào cái phần sống lưng này với công thức cơ bản là 1,5 cm đúng không đấy cho nên là khi các bạn à, cắt cái phần từ đây từ cái phần ngực nó ra này đó, nó bị gọt mất chỗ này thì các bạn sẽ tính từ đây vòng ra tới ngoài cái đầu này là không số chuẩn của nó Sau đó phần eo này các bạn cũng tính như thế Và phần dưới này thì các bạn sẽ đánh cong cho mình Nếu mà ốm nhất thì cái phần dưới này này đánh cong vào 1,5cm Còn nếu mà cái phần dưới này mà người ta mập mạp tròn trịa bình thường Thì đánh cái phần dưới này này Chúng ta đánh cái phần đá vào đây này Đó 1cm thôi Còn nếu mà ốm nhất thì đánh vào khoảng 1,5cm Nó sẽ như thế này Đúng không ạ? thì nó sẽ có cái phần uh, chuẩn cho chúng ta đảm bảo với các chị sau khi cắt xong cái rập này ấy, các chị sẽ phải thấy rằng là nó chuẩn và các bạn nhớ nhá muốn cắt đầm đuôi cá chuẩn thì cái đầm này chính là cái đầm con của đầm nó là mẹ của đầm đuôi cá các bạn phải có một cái bộ rập chuẩn như thế này sau đó dùng rập này ấy, vẽ ra đuôi cá thì phần đuôi cá của rập ấy bao giờ cái phần trên mông này này đúng không đây khi mà em hướng dẫn cho các chị thì thường là em chỉ hướng dẫn cho các chị hạ mỗi cái phần uh, trên mông này đúng không? Và từ mông này xuống tới đây này khoảng 20 cm. Đấy. Nó chính là phần hạ đùi và khi cắt đầm đuôi cá thì phải có hạ đùi này, rồi còn có à, uh, ni đùi này đúng không ạ có hạ đùi ấy rồi khi các bạn vẽ xuống đây này nó phải có cái ly đùi thì nó mới phóng ra thành đầm đuôi cá được đấy chứ không phải tự nhiên cứ phang thế này xòe nó ra nó sẽ ra đầm đuôi cá nó vẫn ra nhưng mà nó không ôm cái phần đùi này nó cũng không ra cái đuôi cá nó cũng hơi sâu xấu, xấu một tí thì các bạn sẽ học được cái công thức cơ bản này đi sau đó các bạn sẽ cắt ra đầm đuôi cá thì nó sẽ đẹp hơn cho các bạn các bạn lưu ý nhá bởi vì khi các bạn cắt đầm đuôi cá các bạn có thấy không à, nó được thắt ở đùi này mà các bạn chả thấy thắt ở đâu các bạn cứ may bình thường cho nó phi thẳng xuống dưới quẹo ra rồi thì chỗ này nó vẫn rộng rộng nó nhùng nhùng nó xòe ra nó cũng không thành đuôi cá hẳn cho các bạn cho nên mỗi một cái nó cần phải học là như vậy thì mình không phải là mình tài giỏi gì đâu mình chỉ cần mình cắt nhiều xong là mình nghĩ nó ra rồi nhiều cái có bạn bè rồi bạn bè rồi nhà thiết kế họ quen quen với mình thì đôi khi ngày xưa mình không biết cái gì mình hỏi thì họ phải trả nơi thì họ trả nơi thì mình mỗi ngày mình học một tí mình khôn lên như thế chứ còn cũng chẳng ai khôn ra được luôn đâu các chị ạ à. nếu mà mình không đi học nhá mình không từng học ai đúng không và mình chẳng bao giờ làm Quan trọng nhất là làm. Cái nghề may này mình hôm nay mình cũng tiện cái 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 video này mình tâm sự với các bạn như sau. Nếu mà các bạn à, cắt cái đầm à, ấy hay bất cứ một cái gì, các bạn phải à, tư duy. Tư duy tức là ví dụ à, đây. Mình lấy một cái à... Các bạn có hỏi gì không nhỉ? À đây nhá, mình à, mình sẽ lấy cho các bạn xem một cái này. Ví dụ cái hình đi các bạn xem một cái hình các bạn xem hình đuôi cá chẳng hạn cái máy của mình nó quá trời là 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 rập hình hình nó bao la bắt ngát nó nhiều không thể tả được máy của mình nó nhiều hình đến nỗi mà đây nha các bạn nhé à, ví dụ như một cái đầm này đi đấy các bạn thấy một cái đầm như thế này đó thấy không ạ à? nó cũng từ một cái đầm ôm cơ bản mà ra với các bạn không có đầm ôm cơ bản đố các bạn cắt được cái này đấy nó cũng từ đầm ôm cơ bản lúc mình hướng dẫn thì mình cũng chỉ nói là các bạn lấy một bộ rầm rập ôm cơ bản ra đây sau đó là À, mình hướng dẫn cho các bạn cắt cái đầm này, đúng không ạ? À? Chả nhẽ này à, đứng xong là từ đây đến đây 6,5, từ đây đến đây 7,5, từ đây đến đây 8,5 nó như thế Xong là cái video của mình đáng ra nó chỉ có 20 phút thì nó thành một tiếng Xong các bạn lại à, gầm trời nên ôi trời ơi, cái video gì mà nó dài như thế Mà ngay cả bản thân mình nhá nói thật với các bạn hôm nay mình tâm sự thật video dài mình cũng chẳng có cái tích sự gì ngay cả bản thân mình hướng dẫn cho các bạn trả được cái gì khi video dài các bạn trả thèm coi mà ví dụ nghe cái ngay cả cái kênh youtube ấy video dài quá các bạn không thèm coi nó cũng chẳng đẩy cái video đến cho các bạn xem nữa bởi vì nó bảo nào ơi cái video này mày làm dở quá chẳng ai thèm coi thì ta chẳng cho họ xem nữa đấy thì cũng là một cái khổ cho mình chứ không phải là cứ cho video dài nên cái bản thân người mình làm mình làm cái kênh này nên mình hướng dẫn cho các bạn dài hay ngắn thì cũng khổ cho mình chứ không phải đơn giản là ôi ta thích làm nhiều hay ít là đâu nhiều khi chả qua là em muốn nói với các chị để cho các chị hiểu hơn về nó thì các chị sẽ may được những cái đầm đẹp như thế còn nếu mà mình nói sơ qua đi đó nhiều khi em tua em tua nhiều khi, khi bây giờ các chị thấy em làm video đôi khi à, em vướng cái ô tô nó tít còi mạnh quá em cắt luôn cái đoạn đó em vứt đi thế là các bạn chả hiểu gì hết đúng không ạ nhưng mà nếu em để thì trời ơi đang là quay video thì cái ô tô nó cắt nó, nó phóng một cái còi to hết công suất như thế các chị nghe muốn nổ mà nghĩ thì làm sao em để ở đó được thế nên em cắt cái đoạn đó đi một phát thì đôi khi những cái người mà thông minh biết cắt rồi ấy, người ta chỉ cần đến cái cái chỗ đấy thôi là người ta sẽ biết làm cái như thế đó nhưng mà cái người mà mới học ấy mới bắt đầu chập chững thì các bạn đến tới đấy là ôi, nó tịt mất rồi rồi ta chả hiểu gì hết đó là cái tâm lý ai cũng thế thôi bản thân em ngày xưa cũng vậy nếu mà mình học nhá xong là tự nhiên à, à, đi giữa trường à, nó đứt đoạn như thế thì chả biết làm nữa thì gói vào cất đi đúng không ạ nó khổ như thế đấy chứ không phải là cứ dài hay ngắn đâu đối với những người nào mà biết rồi ấy nó dài rồi á à, nhìn khó chịu lắm nhưng những người nào chưa biết một cái gì thì thề với các chị luôn một phút cũng quý Đấy, một phút cho dù nửa phút cũng quý Bởi vì nếu cái câu cuối cùng của người ta Các chị có biết là một phút em nói được bao nhiêu từ không Vậy nếu một phút đó mà em cắt đi Thì các chị chả biết cái gì nữa Ví dụ đi Cái chỗ này em bảo từ trên này hạ xuống đây là 20cm Đúng không Ví dụ thế Chỗ này em cắt mất rồi Trong vòng một phút đó nó cắt mất cái đấy đi Thì các chị có hiểu không Không bao giờ hiểu Đấy Đôi khi các chị phải thông cảm như thế Còn à, Mỗi người nó có một cách à, hướng dẫn riêng Em thì em thì hướng dẫn uh, theo cái kinh nghiệm đó, theo cái cách em làm mỗi ngày cho nên đôi khi em có cảm giác là nếu em làm như thế thì các chị dễ hiểu hơn bởi vì sao bởi vì nếu em cắt làm sao em hướng dẫn cho các chị làm vậy ấy, thì các chị sẽ cũng như các chị thôi thì các chị cũng như là cô giáo dạy một cộng một bằng hai đó như mình học lớp một thì mình sẽ đánh vần từng chữ thì mình sẽ biết nhanh hơn là mình cứ đi tắt đi ngang về tắt thì các bạn không hiểu được đấy các bạn thông cảm hôm nay là mình làm một cái video như thế để cho các bạn biết rằng là mỗi một cái uh, mỗi một cái uh, nó có cái riêng. Đó trong cái này các chị biết là em người làm lập, đôi khi em thấy ở trên mạng có một cái uh, có một cái hình nào đó đây, ví dụ như cái hình này đi, em cảm thấy nó hay hay như thế này này, thì em lại cũng phải nêu vào, xong này em nêu vào Zalo hay là vào trong cái nhóm gì đó để cho các bạn uh, thấy cái này thì các bạn có thể tham khảo thêm bởi vì đôi khi các bạn nhớ nè mỗi một người có một cách cách cắt riêng đúng không ạ và mỗi một người có một cái kinh nghiệm riêng và đôi khi thì em cũng muốn cho các chị à, à, xem của người này một tí xong lại xem của người kia một tí xong nếu các chị cảm thấy à, à, trong những người đấy người nào mà hướng dẫn hay nhất thì ta có thể làm được thì chúng ta vào làm đấy chứ không phải là ô thấy người kia làm bảo chắc là nó giỏi hơn mình thôi không thèm xem nữa không phải họ giỏi hơn thì mình mới thèm xem đấy đúng không ạ À, họ không giỏi mình cũng phải xem à, xem để rút kinh nghiệm rồi người ta giỏi hơn mình thì mình lại xem xong để mình học thêm của người ta xem nào ồ họ cắt mình cắt như vậy đấy nhưng mà người ta cắt như vậy thì có hay hơn mình cắt như vậy không đấy thì mỗi một cái thì cũng phải hiểu thay vì um, cũng một cái đầm đó mà nó có nhiều cách cắt các bạn lưu ý cho mình nhé một cái đầm ấy thì nó có nhiều cách cắt lắm chứ không phải là nó chỉ có một cách cắt cho các bạn đâu cho nên là mình lưu ý là ví dụ như ngay cả cách cắt xong rồi nhá thì cái cách may vào nó cũng khác nhau các bạn hình dung không ạ à, với một cái đầm với một cái đầm như thế này thì hôm nay em nói với các chị để mai em cắt bớt cái video đằng đuôi để đi cho à, các bạn hình dung nhá à, hôm nay em nói như thế này ấy ngày mai em chỉnh video đoạn nào mà nó dài quá thì em cắt bớt đi cho các chị để cho các chị xem là đỡ ngứa mắt đấy đây thì các chị nhìn thế này cho em nhá ví dụ một cái đầm như thế này, thì có những người may một kiểu và có những người may kiểu khác chứ không phải là các chị cứ ăn rồi cứ đi theo người ta là may một kiểu thì nó cũng khó. Các bạn sẽ biết cách các bạn may đây, mình cắt như thế này, thì các bạn xem nhá, cách cắt thì mỗi người có một cách cắt riêng. Sau này các bạn học nhiều ấy các bạn sẽ biết rồi cách may vào nó cũng riêng. đây mình chỉ cần làm sơ sơ cho các bạn như thế này, thì các bạn sẽ hiểu được cách người ta ráp. À, ví dụ như một cái đầm như thế này, đây là phần thân sau này, các bạn hình dung không ạ? bỏ cái này ra, đây, ví dụ cái phần này, đây là phần thân sau này, đúng không ạ? khi mà người ta xẻ vào đây, đó, thì người ta sẽ cho cái phần này này, người ta nó xẻ này thấy không ạ? nó gấp vào, sau đó là nó trồng lên đây, đó, nó ra thân sau này, thì có những người cha dây kéo thì cha từ cái phần thân sau này đó, đi lên phía nối trên. Đúng không nào? Còn có những người thì lại không tra từ đây mà các bạn này may cái phần này vào đây. Đó, sau đó các bạn tra ở bên sườn này. Đó thì tra kiểu nào cũng được, các bạn hình dung ạ? Tra kiểu bên nào cũng được. Nếu mà như như là khách mặc cho đẹp ấy thì em sẽ tra đằng sau này rồi đưa lên trên này, đúng không ạ? Nhưng mà nếu bản thân em mặc ấy thì em sẽ phải tra bên này. Đấy bởi vì khi em tra ở bên hông này này mỗi lần em mặc em kéo lên ấy, nó sẽ thuận cái tay phải hoặc là thuận tay trái hơn là các bạn lùa cái tay về đằng sau để kéo thì nó rất là phiền phức đấy thì mỗi một cái nó có một cái giá trị riêng các bạn hiểu không ạ mỗi một người may nó có một cách riêng tại sao mình đi mua ngoài sẵn cũng vậy Mỗi một cái nó có một cái um, riêng tại sao có cái này kéo ở bên hông có cái này kéo ở đằng sau đấy. có cái thì lại kéo ở bên sườn như áo dài cũng vậy áo dài thì mình may đằng sau mình đưa lên cho nó nhanh và thay vì mất công một lần tra dây kéo thì mình tra luôn xuống dưới đáy qua mông đi Để cho mình đỡ phải tra cái dây kéo sườn Nhưng mà có những người thì họ lại làm theo công thức khác Thì họ lại tra một bên một cái dây kéo ngắn có một gang ở trên cổ Sau đó người ta lại tra thêm một cái dây kéo ở vòng nách Để cho nó thành hai cái cho nó dễ mặc Thì đấy là vô vàn cách may các bạn lưu ý nè Đối với cách may thì nó nhiều lắm Và hôm nay nhân tiện mình cũng có đôi lời nói với các bạn là Mình có một kênh đó là kênh TM Shop Đúng không ạ? Cái kênh đó chuyên để dạy hướng dẫn cho các mọi người cách may hoàn toàn cái sản phẩm nên nên sản phẩm cho nó thành phẩm đúng không? Đó và các bạn nhìn đây này đây nhá à, hôm trước mình có hướng dẫn cho các bạn là may một cái quần ống rộng đấy thì các bạn thấy nè à, rõ ràng là mình may một cái quần ống rộng như thế này rồi mình tiết thử cho các bạn xem Xem là sau khi lên quần ống rộng nó thì à, mặc nó có đẹp không à, Thì mình mặc thử, mình cho nó thử Cho khách thử nếu mà à, mặc đại đi Cái này là khai mình may mẫu thôi Đúng không ạ Đấy thì mình thấy xem có đẹp không Nếu đẹp thì mình mới hướng dẫn cho các bạn cảm thấy nó không đẹp Thì mình chẳng hướng dẫn nữa Ví dụ thế Đúng không Rồi mình làm thử như thế này xem như thế nào Thì mình cũng thấy nó đẹp Sau đó là mình hướng dẫn cho các bạn Nhưng mình đâu có đưa nó lên video để hướng dẫn may đâu Ờ, nhiều khi các bạn phải biết là các bạn thông cảm dù mình là trời ơi à, cái phần hướng dẫn may ấy các bạn biết là khi mà mình hướng dẫn cho các bạn cắt một cái rập như thế này này đó và mình uh, hướng dẫn cho cắt một cái váy như thế này này đó thì nó còn đơn giản đúng không ạ ý là nó khó thì khó với các bạn nhưng là nó còn đơn giản với mình hơn một cái đó là khi mà mình đặt vào máy ấy, xong mình may từng tí một và xong mình quay xong mình cắt ghép video xong mình đưa lên cho các bạn xem một cái video mà mình may hoàn toàn thành một cái đầm cúc ngực như thế này chẳng hạn thì nó mất tay cả một ngày bởi vì sao nếu mà mình may xong ấy rồi mình ủi mình vứt ra một góc nó là một chuyện đấy còn khi vừa may xong lại vừa quay video xong lại vừa may xong lại ủi xong lại may xong lại quay video xong lại ủi xong lại may vậy xong gặp cái ô tô thích còi thì ngưng lại đừng có may nữa nếu không may qua cái chỗ đó rồi ấy thì À, không có chỗ quay đấy vậy xong là đang là quay thì gặp phải ông kẹo kéo à, ông cho cái loa thùng đùng đùng đoàng đoàng lên điếc hết cả tai các bạn cũng không nghe thấy gì thì mình lại phải ngưng lại chứ lúc bây giờ nó đang là hát nhạc to như thế mà mình cũng cho vào mình nói các bạn cũng chẳng nghe thấy gì hết đấy làm một cái video nó khổ như thế đấy chứ không phải là cứ làm là có cái video đăng lên cho các bạn đâu cho nên là các bạn thông cảm với mình <laughs> à, chứ không phải là À, các chị thông cảm cho em nhé là không phải là em khó tính khó nết hay là em như thế nào nhưng mà thực sự đây là em nói sự thật muốn làm một cái video ra cho các chị thì cũng muốn chứ nhưng mà đôi khi làm một cái video khổ ơi là khổ luôn à, đang là làm thế có khách vào ngưng lại xong tí nữa à, lại gặp một nhà hàng xóm nó hát karaoke à, đối với mình hát karaoke thì, thì thì em vẫn nói được có nghĩa là cái kênh của em dù có hát karaoke cỡ nào em cũng vẫn nói được nhưng mà nói thì các chị chẳng nghe thấy gì hết bởi vì họ hát to hơn cả em nói thì các bạn có nghe thấy gì không? Đấy, cho nên là không phải là nó hát thì mình không làm được, nhưng mà nó hát thì thì nó to quá mình cái video mở ra là tiếng mình đâu không thấy, thấy độc của tiếng karaoke nhà hàng xóm thì nó cũng khó khăn kinh khủng đấy. Cho nên là nó khó vô vàn cho các chị, chứ không phải là tự nhiên mà em cứ thích nên ném lên đâu. Đôi khi ví dụ tối hôm nay tại vì sao mà em không hứa hứa với chứ các chị tại sao em mình không đăng lên nào. Ôi tối hôm nay Tâm Fashion à, quay trực tiếp cái đầm này nhá. Các bạn nên mà xem nhá. Nếu mà em hướng dẫn như thế em mà nói như thế có phải tối các chị xem cả trăm người vui không? Nhưng mà em nói như thế nữa em không làm được một phát thì tối các chị trông không thấy đâu để bảo ô con này nó lừa đảo. À, ví dụ tối mà gặp trời mưa to rầm rầm này em cũng không quay được chẳng hạn đấy là em cũng không làm hoặc nhà hàng xóm nó lại tự nhiên đi. À, đâu có phải lúc bình thường đâu à, 8 giờ bật karaoke nên hát vui sum tụ đấy thì mình lại cũng không làm được cho nên em đời em thật em không dám hứa với ai cái gì ngay cả các chị vào video của em xong bảo là ờ vào inbox cho em bảo là <laughs> tâm ơi chị muốn học nâng cao thêm một tí ôi trời nâng cao á, em muốn hướng dẫn nắm chứ không phải là em không muốn đâu nhưng mà phải để em thu xếp cái thời gian đã bởi vì thời gian mà em hướng dẫn cho các chị nó rất là nhiều đấy à, học thì như các chị cũng thông cảm cho em em hướng dẫn cho các chị như thế này À, mình tư duy nhé à, ví dụ như cái đầm này đi đúng không đó à, các chị thấy nó là đầm cúp ngực thì các chị sẽ mang một cái đầm cúp ngực của cái khác mà em đã hướng dẫn thì các chị nắp nó vào đây à, tức là phần trên này này đó nó đã được một cái phần này của cái đầm khác đưa vào đây rồi nó giống hiện nhau rồi xong sau đó là các bạn sẽ lấy cái phần hạ eo này cũng là cái phần ở cái đầm khác nó giống vậy rồi ta cũng mang nó vào đây rồi xong tiếp đến cái phần ở dưới này này nó đang xòe theo cái mốt nào chúng ta cũng đưa nó vào rồi xong vậy xong là đến lúc chỗ nào bèo xoáy như thế này ta thấy cũng giống giống ta cũng làm theo vậy là cũng được bớt được vài công đoạn đấy còn chỉ những chỗ nào mà không hiểu thì mình hỏi đấy chứ mà ví dụ như à, cái này nó đang là đầm chữ a này các bạn sẽ nhìn cho mình Ồ oh, đây nó là đầm chữ A này Đúng không ạ? Đầm chữ A này là A vừa thôi Chứ không phải là A xòe mạnh Nó không có đổ sườn nhiều Thì cái này là A vừa này Đúng không ạ? Cắt cái đầm A vừa Sau đó là xẻ 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 Cắt xéo thành mấy cái ni Rồi nó xong cái đầm Đấy Mình phải tư duy như thế Chứ mà ví dụ đi Cái đầm này nó mà chỉ cần khác đi một cái Khoảng một xíu xíu Là các bạn này bảo Ôi chết Nó khác rồi Chả hiểu gì hết Thì không được à, Khi mình học cắt Mình phải tư duy thêm một tí như thế các bạn hiểu không ạ hiểu cách mình nói không mình phải như thế chứ mà ví dụ như em hướng dẫn đi thì nhiều khi em vẫn nói là em nêu tối mấy ngàn cái hình và em muốn hướng dẫn cho các chị một ngày ba mẫu đấy nhưng mà các bạn phải thông cảm là khi mà mình hướng dẫn xong cho các bạn xong là mình lại phần phải ngồi á à, cắt ghép video đấy à, cắt ghép video xong là xuất cái video đó ra thì trời ơi cái máy nó xuất video tới cả một tiếng đồng hồ nó mới xong cái video đó. Sau khi xuất xong cái video đó mình đăng lên kênh YouTube cho các bạn nó lại mất khoảng nửa tiếng tới một tiếng đồng hồ nó mới đăng xong cái video đó. Đó. Vậy cứ như thế thì nói thẳng với các chị này em muốn làm nhiều cái video đấy nhưng mà nó có làm được đâu. Cái cái máy nó không thể chạy nhanh như thế được. Cái máy nó chạy chứ em đâu có chạy thay cho nó được. Vì thế mỗi một lần đăng như thế nó mất mấy tiếng đồng hồ. Vậy thì à, chắc nhiều khi nghĩ chắc mình phải có mấy cái máy như thế. Xong bắt đầu là mình đăng cái máy này thì mình dùng cái máy khác mình quay xong mình lại đăng sang cái máy kia thì bắt đầu mình lại quay lại, mình lại đăng vào cái máy này. Cứ như thế thì may chăng là phải có nhiều cái video cho các bạn xem được. Chứ còn có một cái máy duy nhất, sau đó rồi cứ ngồi đợi nó khi nào mà nó um, xuất xong video đăng lên xong mới làm tiếp thì thề với các chị luôn. Có mà đến Tết công cũng chả được mấy cái cái video. Vậy cho nên một năm có 360 ngày. thì dụ mỗi một ngày em lên một video thì mới có 360 mẫu. Các bạn hình dung không ạ? Đấy là em tính luôn cả ngày Tết không nghỉ đấy. Chứ còn nếu mà uh, cứ làm mà đăng bình thường ấy thì cũng khó lắm. Đấy cho các bạn uh, hiểu được là uh, cả em làm như thế nào và mỗi một người coi video cho em thì em không cần các chị phải uh, em em nói thật với các chị nhá em không cần các chị phải là uh, đóng tiền vào tài khoản hay là phải làm như thế nào em đâu có bắt đầu em chỉ mong uh, cho các chị uh, hiểu cho em và mỗi một người xem uh, cứ tặng cho em một cái nút like ấy, ủng hộ cho em là em cảm ơn vô cùng em chỉ mong như thế thôi em đâu có mong cái gì đâu các chị thông cảm nhé đúng không ạ em chỉ cần các chị là cứ vào đây. Sau đó là à, thấy em like ấy thì làm ơn cho em một cái nút like đúng không ạ? Cho một cái nút like, nếu không thích thì like không thích, còn thích thì cứ like thích vào đấy cho em. Còn nếu mà không thích thì cũng ủng hộ cho em một cái nút thích like để động viên cho em vui vẻ hơn, đúng không ạ? Đấy, chứ em thì không không có cái gì ấy đâu, cho nên các chị thông cảm giúp em nhé. Nếu mà cái gì các chị không không hiểu ấy À, ví dụ các chị muốn muốn hỏi cái gì Thì cứ cái cuối video ấy Thì các chị sẽ vào Sau đó là các chị um, bấm vào là chị chưa hiểu chỗ này Hay chị chưa hiểu chỗ kia Thì cái hôm nào mà em quay video trực tiếp như thế này Em sẽ hướng dẫn cho các chị Để cho các chị biết được cái chỗ đó mà các chị chưa hiểu Thì các chị phải làm như thế nào Đúng không ạ? À? Thì nó đơn giản lắm Còn cái cách may thì em cũng muốn hướng dẫn cho các chị may lắm chứ Các chị biết là ngày xưa Cái lúc mà em mới chật chứng may Em chưa biết một cái gì nhá Ngày xưa em chưa biết một cái gì ấy Xong này em đi em may ở trên quận nhất trên Sài Gòn ấy Cái năm đó em mới có 17 tuổi à 16, 17 tuổi Xong bắt đầu em đi em làm cho người ta à. Em không biết một cái gì Thế mà các chị thấy em anh hùng không à, Không biết một cái gì à, Không biết cắt luôn Mà dám đi xin ra rạp may mẫu Trời ơi thề với các chị luôn Hôm nay em tâm sự thật luôn đấy Cái năm đó thề với các chị luôn đầu em nổ tung Bởi vì sao bởi vì em không biết một cái gì nhá mà em dám anh hùng đi vào họ hỏi em nào À, em có biết cắt không? À, em có ạ. À. Thì nói thật ra với cái chị là như thế này, không phải là em chưa học. Cái năm em 16 tuổi em đi học, bố em cho em một cái chỉ vàng, một chỉ vàng nhá. Năm đấy chỉ vàng 500 ngàn hay bao nhiêu không biết, à, không nhớ. Nhưng mà cho một chỉ vàng bảo đi học may đi. Đi học được hai tháng rưỡi về bảo là con học xong rồi đấy, con không học nữa đâu, con nghỉ. Thế là bố phải xuống đóng một chỉ vàng, thế là đóng xong về. Chả, chả ngấm vào đâu được chữ nào. Hồi đấy thì các chị biết rồi. Đi học cơ bản là 1 phần may may quần hạt đúng 1 phần tư mông cộng 4. Ờ, à, cộng cộng 5, cộng 6 à. Xong là phần dàng thì cái dàng là cái phần ngang á. 1 phần tư mông cộng 7, cộng 8, cộng 9. Đấy, đâu có học cộng 2, cộng 3, cộng 1 như bây giờ đâu. Học xong chẳng biết chữ gì. Xong nào, về cắt cái áo thì không hiểu cắt cho bác một cái quần thì bác kéo qua mông không được bởi vì sao bởi vì mình học cho nó học hồi đấy mới có 16 tuổi chả cần no học 15 16 tuổi đi học đâu có thiết học đâu học học kiểu Tây Ban Nha về đến nhà chả biết chữ gì xong là cắt cái quần thì thay vì mông một phần tư mông ấy thì tính theo một phần tư mông lại không cắt cắt theo một phần tư cái bụng xong kéo qua mông chẳng kéo được bác cười quá trời luôn bác bảo tâm mày cắt cái quần cho bác kiểu gì mà kéo qua không được đấy các bạn thấy không cái thời đầu tiên mình cũng ngố như một con ngố chả biết một cái gì học cũng chẳng chịu học sau đó là trời ơi đi học thì như việt nghe sấm xong về đến nhà không biết gì thế mà nên sài gòn dám nên trên sài gòn ấy dám bảo người ta là tôi biết cắt đấy vậy là mua một quyển sách ở ngoài nhà sách ấy, các bạn biết không mua một quyển sách ở ngoài nhà sách xong mang về xong là họ đưa cho một cái áo mẫu hồi đấy thì họ dễ lắm nó không có điện thoại như bây giờ để mà xem mẫu đâu hồi đấy là cứ cầm cái quyển sách có mẫu như thế này họ đưa cho một cái mẫu họ bảo là em cắt cái mẫu này đi à, cho chị xem đấy vậy thì ngày đầu tiên đến thử tay nghề họ đâu có bắt em cắt một cái đầm đẹp như thế này đâu họ đưa cho em có một cái áo sơ mi có nghĩa là họ đưa cho em một mảnh vải sau đó là họ đưa cho em một mảnh vải xong là chị biết không họ bảo là với một cái thước với một cục phấn họ bảo là em hãy cắt cái áo này thành cái áo sơ mi cho chị xem nếu mà em may được thì chị sẽ nhận em em nay hay á em nay hay thế các chị nuôi em nay hay cả một tiếng đồng hồ em chưa cắt một cái gì em cũng chưa vẽ luôn xong là à, em bảo nà um, chết rồi chết rồi uh, em lâu lắm rồi em không cắt bọn em quên mất rồi đó em nói như thế uh, xong cái xong là em vẽ bậy ra đấy xong cái chị mà hồi đấy cũng phải nói là cái chị đó tốt cực nhá cái chị đó làm chủ ấy, chị ấy bảo về này đưa đây chị chỉ à, ngày ngày trước em cắt ở đâu như thế nào chị không biết nhưng hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho em cắt một cái áo sơ mi như thế này và từ nay trở đi ở cái shop của chị chị chỉ cắt như thế thôi thì em cứ vậy mà cắt nhá mà chị có chị có biết không đấy tâm sự thật lòng cái ngày đầu tiên em bước chân ra xã hội đấy là à, họ dạy cho em cắt một cái áo sơ mi cơ bản mà bây giờ em đang hướng dẫn cho các chị đây này đấy từ ngày đó đến giờ cái công thức đó nó đi theo em suốt đến năm em năm nay này em 37 và 3... nay em sinh 18 năm đấy Các chị thấy không em bao nhiêu tuổi rồi mà cái công thức đó nó đi với em đến trọn đời luôn khi mà người ta hướng dẫn cho em một cái áo sơ mi thôi nhá mà em có thể cắt được tất cả mọi cái áo trên đời này các chị thấy không ạ dù là nó hơi riêng rúa nó khó khăn như thế nào thì em cũng phải tự nực cánh sinh xong là bắt đầu là nó khó à, muốn mấy ngày đầu nổ tung đầu luôn đau đầu suốt ngày kêu đau đầu không muốn đi làm nữa xong là chạy sang nhà à, hồi đấy quen cả anh thiết kế có một anh làm thiết kế ở trên quận nhất ấy xong là quen cái anh đó hồi đấy thề các chị luôn cái đầm cúp quả ngực ấy cái đầm quả ngực mà nó có hai cái quả ở đây này mà cái năm đó chị biết không em 16 tuổi là các chị biết cách đây hai mươi mấy năm À, em không biết cắt đầm quả ngực như thế nào mà tự nhiên hôm đấy nó đưa cho em một cái đầm cúp ngực cái quả ngực nù nù đó đấy xong là cả ngày hôm đấy em noi hoay em chẳng biết làm gì xong là em phải gọi điện cho các anh thiết kế đó là trời ơi hôm nay em có một cái 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 áo nó có đầm quả ngực như thế này giờ em không biết cắt thì làm sao mà các chị biết không em phải cầm một cái thước với một tờ giấy ấy, chạy lên tút trên cái quận nhất um, hồi, tối em về nhà rồi các chị hiểu không mà em phải cầm tắm rửa xong cầm một tờ giấy với một cái thước À, với một cái bút chạy thẳng lên nhà cái anh đó ở trên à, quận 3 ấy, xong bắt đầu là chạy vào xong gọi cửa anh em ra anh ấy mở ra rồi anh ấy dậy cho em cắt một cái áo cúc ngực xong em chạy về nhà em làm ngày mai em đến em may mẫu xong bắt đầu em giao cho cái chị chủ đó cái áo đó mà các chị thấy cái thời đó em vất vả không nó khổ nó khổ vô cùng luôn á các chị mà phải phải vào với với cái các chị phải vào với cái cảnh của em ấy thì các chị mà thấy cái nỗi khổ của em nó khổ vô vàn chứ đâu như các chị bây giờ à, cứ nên trên youtube gõ 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 xong là bảo là à, cắt cái đầm này xong cắt cái đầm kia là nó hiện lên cho các chị không có đâu thời đấy à, làm gì có mà đi tìm như thế à, muốn học là phải chạy đến tận cái nơi mà có cái người nào người ta biết xong người ta hướng dẫn cho mình ấy đấy à, cái thời đó các chị biết là em cũng làm cả công nhân hai năm đầu tiên ấy. em làm cả công nhân hai năm đầu tiên em còn bé tí à à, cậu em đâu có cho em đi làm bảo là con bé tí như thế làm cái gì mà làm làm cái gì được cứ ở nhà mà chơi thế là hồi đấy các chị biết là em đâu ở với bố mẹ đâu em ở với cậu à, ngày em 10 năm 16 tuổi em bước chân vào Sài Gòn là ở với cậu em trai mẹ em được cái năm bé tí kẹo vậy xong là không cho không cho đi làm cứ ở nhà Đấy, hôm nay em tâm sự cho các chị nghe. Cứ chờ ở nhà, mày đi làm thì mày ốm nhắt mày bé tẹo thế, hồi đấy em gầy lắm các chị, có độc ba mấy cân à? à. nhỏ xíu xíu xong bắt đầu là cứ ở nhà thì khóc. À, tại đi xa nhà xong là cứ nhớ nhà xong khóc. Khóc tu tu ấy, tối về chị chị hỏi là mày khóc à? Xong bảo nó không em đâu khóc đâu, mày mà không khóc à? Thế đấy các chị thấy khổ không? Hồi đấy em khóc, em chỉ nhớ em cứ gọi mẹ ơi, em muốn về nhà thôi. Xong là qua cái tháng đầu tiên đi, tháng thứ hai đi xong là cậu em cho đi em đi làm đấy cậu em cho em đi làm thì vào lại gửi cho mấy cái anh thiết kế mấy cái anh kỹ thuật ở trong truyền ấy à, hồi đấy cậu em còn làm bảo vệ kìa xong cái bảo làm này có con bé cháu nó đang ở đây dạy cho nó làm với chứ nó chưa biết gì đâu đấy mà thề các chị luôn ngày đấy em chưa biết may máy công nghiệp chưa biết cái gì luôn á à, chỉ biết sơ sơ vào cái máy gia đình quạch 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 thế là cuối cùng vào đấy may thì à có non làm đâu nó đi chơi hồi đấy em vẫn còn nhớ năm bao nhiêu năm hai à, 2000 à? À, đi làm được có nương được có 300 ngàn có làm đâu cứ ăn rồi đi chơi hết chưa hết giờ đã chạy ra cổng uh, kiếm người trở về rồi thế là từ cái ng ngày mà được khoảng mấy tháng sau cái anh kỹ thuật vào anh ấy bảo chứ nhìn cái bảng nương gì đâu mà à, có mấy trăm ngàn thì cái gì mà ăn xong bắt đầu là anh ấy bắt em làm một phát thôi mà anh các chị biết không một tháng sau tăng lên 903 ngàn cái năm đó là các chị biết là đi làm công nhân mà nương tháng 900 ngàn như thế là không phải ít đâu cũng nhiều đấy chứ trời người ta nương ba bốn trăm mình tới chín trăm cao nhất truyền mai cũng không phải là chuyện đơn giản rồi không là từ từ giờ đi các bạn thấy không đi làm á à, nó khổ nó khổ như thế á à xong là nó nó va vấp các chị thì không Đứ, thay vì mình làm một công đoạn thì xong là cái người người ta bắt là nếu mà cái anh kỹ thuật anh bảo là phải làm nhiều thì nó mới nhiều tiền thế là anh ấy đổ cho em mười công đoạn mười công đoạn thì các chị biết là lúc đầu á à, nó chưa biết gì, nó chậm chạp ghê lắm. nhưng mà dần dần nó đua, nó đua, nó đua tới mức độ mà các chị không thể tưởng tượng được. em làm làm nhanh nhất truyền may, xong bắt đầu nương cao thật nó cao. vì sau à, tất cả những cái hồi đấy em may áo gió mà cho nên áo gió tất cả những công đoạn tra dây kéo như thế này nhá, thường thường công nhân vào là cứ phải một người kỹ thuật chỉ cho, xong bắt đầu là mình mới bắt đầu mai đúng không ạ nhưng mà em chẳng cần các chị chỉ cần cứ may hết cái công đoạn của các chị đi tới cái dây kéo áo gió đưa đây em sang phát một là xong phim luôn chẳng cần phải chỉ trỏ gì hết vậy xong tới cái công đoạn gì đó mà muốn em làm cứ đưa đây em sang phát một là xong phim luôn chẳng cần phải chỉ gì hết vì thế cho nên cái anh kỹ thuật đó anh nhàn lắm thì tới cái công đoạn của em chả phải no nghĩ gì đến nỗi mà em quen đi chỉ cần em nhìn cái sản phẩm ráp áo gió cỡ nào mà em cũng ráp được. Cho nên là khi mà em làm được 2 năm cái thời gian đó nó nó mệt quá nó chán quá làm công nhân. Chán ơi là chán chán chứ từng thấy không biết chị nào đã được làm công nhân chưa? chứ em làm trời ơi em chán đến nó vô duyên ra chán không muốn làm nữa xong nó bắt đầu là à, có một con bạn thân nữa xong bảo là mày tao nghỉ thôi làm kiểu này chán đời quá vậy là nghỉ nghỉ xong là chị các chị biết không nghỉ xong cái cái cái, cái chị giám đốc cái cứ trời ơi hai đứa em đừng có nghỉ hai đứa em nghỉ thì chết mất thôi à, hai đứa em đi làm đi bọn em nghỉ được một tháng thôi nhá sau một tháng là họ quy định là cứ một tháng là tới lãnh lương cái tháng còn lại đó, vậy là tới lãnh lương cái tháng còn lại họ bảo là, ui em đừng nghỉ, à, ngày xưa thì cứ đi làm như thế, nếu mà các chị nghỉ à, vô phép khoảng nửa tháng thôi là nó biến thành công nhân mới, bởi vì nó không nhận các chị nữa hoặc như thế, nhưng mà bọn em quen rồi cho nên nó cứ bảo, họ cứ bảo là À, ơi em cứ đi làm đi bọn chị tính công nhân cũ hoàn toàn bọn em bọn em vẫn là công nhân cũ em bọn em cứ đi làm đi vậy mà cuối cùng bọn em nghỉ thẳng cẳng luôn không làm đấy không làm sau đó rồi bắt đầu là bước chân qua lãnh vực thời trang là thời trang à, không biết gì có nghĩa là thời trang không biết làm rập mà dám đi ra rập may mẫu ở à, cho người ta làm shop như ai vậy mà các chị biết không, shop bán hồi đấy mới bước chân vào thì shop cũng không bán giá cao lắm đâu Thời đấy cũng bán 100 mấy tới 300 ngàn một bộ đấy, Bộ nào cao lắm thì cũng khoảng 4-500 ngàn, cỡ đó thôi chứ không nhiều, đúng không ạ? À? Xong là làm xong khoảng một năm đó thì bắt đầu là à, lại không làm ở chỗ đó nữa bắt đầu lại chuyển sang một chỗ khác thì lúc bây giờ nên nương nương lúc bây giờ nó tăng thành hai triệu rưỡi một tháng rồi đấy thì à chị không chị không biết đâu tăng lên hai triệu rưỡi một tháng cũng chẳng đủ cho bọn em cứ ra khỏi cái chỗ nào nó đi chơi đi chơi như là cái gì ấy xong là đi chơi thì chẳng tiết kiệm gì hết thế thì cậu em cứ bảo là ở à, thích chúng mày đi làm như thế thì có đủ tiền đổ xăng không này lại về xong này còn mua quả xe máy nữa còn đi lượn đó thời đấy à, à, nó cũng vất vả nhưng mà cũng có cái vui xong là sau này các chị thấy không đấy chính vì em xong này em cứ chuyển shop liên tục ví dụ nay em làm ở cái shop này mà em cảm thấy không thích thì em có thể thấy cái shop nào nó khác nó vui hơn thì em lại chuyển sang cái shop khác thì cứ đi làm như thế sau đó là khi các chị va vấp với người này va vấp với người kia các chị làm shop này thì quen được người này làm shop kia sẽ quen được người kia sau đó rồi mỗi một người có một cái cách cắt ví dụ như mình làm với nhau này xong có một cái đầm như thế này thì các chị bảo nào ô cái kiểu này em không biết cắt anh hướng dẫn qua cho em được không thế họ sẽ hướng dẫn qua cho mình đấy à, thời ngày xưa thì vớ phải cái anh kỹ thuật thì cứ bảo nào trời ơi sao mà anh giỏi thế em không biết bao giờ mới được như anh nhỉ đấy lại cứ nói như thế thì anh ấy bảo nào ôi trời có sao đâu em em cứ em cứ học em làm dần dần cái tự nhiên nó quen đi chứ còn mới thì không biết thôi chứ còn nó dễ mà đấy vậy xong sau này các chị thấy không sau này tự nhiên à, làm một thời gian nhá em làm được khoảng 3 năm 3 năm vào trong lĩnh vực thời trang ấy thì các chị biết là em đi à, thử tay nghề à. ngày đấy các chị thấy không đâu có cái trên điện thoại thế này đâu à, cũng mua điện thoại hồi đấy mua Motorola thì mua cái loại bật nắp bật một phát thì nó ra nhưng mà nó cũng đâu có nó chỉ có nhạc để nghe thôi chứ làm gì có cái chuyện à, xem youtube lung tung đâu hồi đấy em chẳng biết đấy bọn em không biết đến cái đó sau đó là các chị biết không à, đi làm xong là cứ không thích chỗ này thì đi sang chỗ khác vậy mà các chị thấy không đi thử tay nghề á, chỗ nào họ cũng nhận hết em á, cứ đọc trên cái tờ báo ấy em chào tất cả các bạn nhé. em cứ xem cái tờ báo ấy xong bắt đầu là em nhìn thấy nó ghi là À, công ty này đang tuyển chỗ này à, cái shop này đang tuyển cái kia thế là cái lúc em rảnh em đi thử tay nghề hết em chạy cái xe em cứ đi xe máy xong em mò mò theo cái tờ báo nó chỉ đường ấy. em mua một tờ một cái tờ giấy chỉ đường xong bắt đầu em cứ theo cái đường nó chỉ đi đến đâu nhà số bao nhiêu em vào em thử tay nghề xong là em đi về thế họ bảo là em cứ đi về đi à, ngày mai hoặc ngày mốt thì anh sẽ trả lời cái thử tay nghề hết mọi chỗ xong ngày mai họ lại gọi đi làm xong họ vừa gọi chỗ này xong một cái người khác họ lại gọi đi làm vậy xong người khác nữa họ lại gọi đi làm cứ như thế thì hễ chỗ nào mà các chị cảm thấy nó hợp với mình hơn thì mình làm vậy xong là các chị không biết thời đấy nếu mà em ở im cái chỗ đầu tiên thì giờ không biết em làm cái gì rồi hồi đấy em thử tay nghề một cái áo thun à, mổ trụ xong bắt đầu là may thành phẩm xong bắt đầu là đi về thế cái anh giám đốc nó anh bảo là ơ em may đẹp lắm anh nhận em rồi mai em đến làm nhá à, anh hứa với em là anh sẽ đào tạo em thành một kỹ thuật thật là giỏi đó ngày đấy các chị biết không còn nông bông đâu có nghĩ đến tương lai nó như thế nào đâu Rồi ờ, làm được 3 ngày Chán quá nghỉ bởi vì chán thì sao à, Ở nhà ăn cơm nó quen rồi Tự nhiên đến cái công ty đó thì họ không nuôi cơm Đấy họ lại bắt ra ăn cơm bụi Thế là ăn cơm bụi được 3 ngày chán quá Thế là nghỉ cha nó đi Thế là đi bảo là thôi em à, Em không hợp ở đây đâu Thế là nghỉ mất tiêu Vậy là lại đi sang may thời trang là những cái chỗ may cái váy như thế này này các chị này Đấy mà các chị thấy không cái đầm zoom ấy cái zoom mà các chị biết cái thời đó zoom uh, là mới ra đó cái thời mà em còn đang ra rập đó là cách đây hai chục năm em mới ra zoom mà em nói thật em cũng chẳng biết may zoom làm sao xong bắt đầu là em bảo chết rồi giờ cái zoom nó lại niền uh, từ trên xuống dưới thế này thì biết nối nào mà lần thế là em lại uh, làm em lại nghĩ trong đầu về này em em nói thật với các chị em em phải nghĩ như thế này nhá à, nếu mà cái đập của mình từ trên xuống dưới nó ở đây này đúng không cái quần nó lại kéo được lên tới đây thì chắc chắn là hai cái đoạn này nó được nối ở cái đoạn này vậy thì em lại lấy cái rập áo nhá em tính từ trên này xuống tới đây nó được bao nhiêu này xong em phải lấy cái quần em tính từ dưới này lên được bao nhiêu này xong em đem ghép hai cái vào với nhau này xong em may thử một cái cho cái con bé may thứ may đồ nó mặc thử vậy xong em thấy là ở chỗ này nó còn đang thiếu này em nới nó ra cho thêm một cm này Xong cái chỗ bên kia này nó còn đang giật 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 hình như nó đang thiếu chỗ này này Em lại cộng thêm cho nó một cm là đấy Các chị thấy ông ngày đấy nhá cái người mà mướn em làm họ cũng dễ tính cực kỳ luôn Em dám đảm bảo với các chị luôn Họ dễ tính một cái là ví dụ họ đưa cho em một cây vải như thế á Xong nào họ chả biết em may được cái gì đâu em cứ may nếu mà em cảm thấy sai em vứt ra nó đi xong rồi em lại kiếm một mảnh vải khác em cắt thêm một mảnh vải khác xong này, em lại may lại cái mới thế là em cứ may khoảng hai ba cái ấy. nó sẽ chuẩn vậy rồi bắt đầu em đưa khách mặc ơi đưa cho nó mặc mặc thấy chuẩn quá ui rồi đẹp rồi thế là chị biết không em cứ ra rập thành những cái rập cơ bản là nó mổ xẻ từ đâu ấy nó thành sơ đồ ấy vậy này em làm thành một cái bộ rập xong bắt đầu chúng nó nên sơ đồ rồi là cắt thành một cái bộ rập như thế cắt số lượng lớn hai ba trăm bộ rồi đưa ra shop bán đấy các chị thấy không ngày đấy công nhận phải nói là cái số của em đôi khi có những cái không may mắn mà có những cái may mắn cực kỳ luôn gặp những người tốt đấy đó các chị thấy không nhiều khi nhiều khi một cái áo đừng mua về mấy trăm nghìn một mét vải đưa cho em em phá một nút hết cả hai mét ba mét bởi vì em không biết cắt xong em cắt nung tung beng ra thì nó sai nó sai thì em lại vứt ra đi xong em cắt mới đấy À, vậy cho nên là các chị phải thấy nè Mỗi một người nó có một cái khổ riêng Và các chị vào thuộc dạng may mắn nhất thế gian này là Đi theo cái con đường tương lai về sau Về sau này thì <laughs> mỗi một ngày cái kỹ thuật của người ta nâng cao lên Đấy và cuộc sống nó cũng vậy, kênh YouTube bây giờ nó xuất hiện nó rất là tràn nan, bao nhiêu người hướng dẫn. Đấy thì các chị thấy không ạ? Mình không xem của người này thì mình xem của người khác, mình cảm thấy ai hay hơn thì mình xem. Đấy còn nếu mình cảm thấy thích thì mình có thể không không đi theo ngành cắt may nhưng mà mình thấy vui vẻ mình xem để cho nó vui, rồi xem để cho nó biết làm thế nào để nó ra cái sản phẩm mà mình mặc mỗi ngày như thế. Đó, thì hoặc nào hôm nay mình thích may một cái áo đơn giản cho mình và gia đình mặc thì mình cũng có thể là nhìn theo và mình học như thế thì có phải là chào em chào chị hợp phạm nhá và tất cả các chị thấy không ạ đấy cái gì cũng phải trả giá và em chị các chị phải biết phiêu bạt à, năn nộn tới mười mấy năm nhá 10 à, mười, mười hai năm ấy đấy 12 hai năm à, đến cái năm mà sau này em mới mở tiệm may ấy tới 12 hai năm sau em mới tự mở tiệm may nhá còn trước thời đó em đâu có mở đâu em chỉ cứ đi nông bông em làm hết shop này thì em về làm sang shop khác vậy xong em quen đi ấy. đấy các chị thấy không Học đâu, em chẳng có học cái tiệm nào ra cái hồn Em đâu có học đâu Em cứ đi cái tiệm này em may với người này một xíu Em lại sang cái tiệm kia em lại học của người ta một xíu Em học của hàng trăm người ấy, Thì cuối cùng là em cũng phải biết cắt Đấy, thì các chị cũng vậy thôi à, Các chị đừng có tưởng là em biết cắt như thế này Chắc là em là thiên tài Chắc em đi học ở bên Mỹ hay bên châu Âu về Không phải đâu Các chị à, em là cái loại là làm tạc nham Có nghĩa là em đi từ kinh nghiệm Đấy các chị biết là em học từ kinh nghiệm, từ từ cái ngu nhất rồi nó lên cái giỏi hơn chứ không phải là em đi từ trường lớp ra các chị nhá. Nếu mà trường lớp ra, đôi khi các chị học nó như thế, chưa chắc nó đã như thế. Đấy, các chị hơn em một cái đó là khi các chị học trường lớp ra các chị biết vẽ này. Ví dụ nhìn cái đầm các chị biết vẽ vẽ vẽ. Còn đưa cho em vẽ thì em không biết vẽ đâu. Nhưng mà nếu các chị đưa cái đầm như thế này mà bảo em cắt thì em mới cắt, đúng không ạ? Chứ mà bảo em ngồi vẽ ra cái cái hình nó đang mặc thế này à, em chả biết vẽ bởi vì em rốt cái khoản vẽ nó mà không biết đâu. À, em vẽ sơ sơ thôi, ví dụ em chỉ vẽ thành cái khung nó váy nó đang là ra như thế này thì em biết vẽ. Chứ mà giờ bảo em vẽ cái hình ship ship ni xong bắt đầu biết cách để cho nó chỗ nào đang khuất, chỗ nào đang à, xẻ này em chẳng biết làm đâu các chị ạ. À? Đấy, chứ không phải là em là em em là giỏi hết mọi thứ đâu không? Có cái em biết, có cái em không biết. Các chị cứ nghe và hiểu như thế. Có cái là mình nghe cái mình hiểu ngay đó, Có cái mẫu em nhìn cái này em biết ngay Nhưng mà có những cái mẫu em nhìn như thế Em chưa biết được Em phải lấy cái tờ giấy ấy, Xong em vẽ thử ra Xong em gấp thử xem là với em cắt như thế Nó có đúng không Đấy Thì nếu em cắt đúng Sau khi em cắt đúng rồi nhá Thì em sẽ phải à, nghĩ xem là từ cái chỗ đó ra cái chỗ kia Là bao nhiêu cm Thì em mới đọc cho các chị nghe Để các vị chị cũng cắt như thế Thì nó sẽ ra như thế Đấy Chứ còn là <laughs> nhiều khi mà ví dụ ý, tại sao mà em này cái tính của em là nó nó cầu toàn tức là nếu mà em làm một cái gì đó em muốn cho nó đúng 100% phần trăm còn nếu không đúng được 100% trăm nó khoảng 80 phần trăm đó chứ mà ví dụ em mà hôm nay em chủ hướng dẫn cái mẫu này chẳng hạn đúng không ạ Mà em nay hoa em chưa dạy được cái mẫu này thì em sẽ chưa sang mẫu khác đâu đấy cái tính của em nó 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 kinh khủng như thế cho nên là ví dụ em cắm đầu vào cái mẫu này rồi thì chỉ có khi nào cái mẫu này nó hoàn thành ấy thì em mới làm sang cái mẫu tiếp theo còn nếu mà nó chưa xong ấy thì em sẽ chưa ngưng lại Cái đầu của em nó cứ tập trung ở cái mẫu này Đấy, cái tính của người ta là như thế Vì thế cho nên nếu mà mình phân tán tư tưởng ấy Một lúc mình làm 5-10 mẫu nào các bạn sẽ không làm được Đấy, cho nên là làm cái gì cứ xong một mẫu này đi Xong rồi bắt đầu mình làm sang mẫu khác Bởi vì trong bản thân mình làm nghề may thế này này Mình có bao nhiêu người khách trên đời này có những chị tâm sự là ôi trời ơi sao khách gì đâu mà à, may à, xong một cái đời trông thì đẹp đấy nhưng mà vẫn đòi sửa chỗ nọ chỗ kia người ta bỏ đồng tiền ra người ta đòi hỏi ghê lắm các chị ạ người ta đâu có biết cắt kiểu gì cho nó ra cái đầm hay cái váy đó đâu nhưng nếu chỉ cần nó sai một tí thôi ấy, thì các chị à, cũng thấy là họ đòi hỏi là nó phải thế này nó phải thế kia nhưng mà các chị cứ nghe lời em như thế này này à, cái khi em hướng dẫn cho các chị là cái kinh nghiệm của em nó nó cắt theo cách của em các chị hình dung ạ cắt theo cách của mình thì có nghĩa là nếu các chị chưa biết gì ấy, thì các chị cứ cắt theo cách của em thì nó sẽ ra cái đầm như thế nếu nó không giống được một phần trăm thì nó giống được 90 phần trăm là được rồi các chị nhớ không ạ chứ không phải là cứ cứ phải may làm sao nó chuẩn một phần trăm đấy không cần bởi vì với một cái đầm ấy thì các bạn là thiên thiên biến vạn hóa à, nếu là nó thay vì nó thế này mình có thể làm khác đi một tí. Nếu nó tra dây kéo ở bên sườn này này, mình có thể đổi thành tra dây kéo ở đằng sau lưng. Đấy đúng không ạ? Chứ không nhất thiết nào. Ô, nếu chỗ này nó một phân 1 cm thì chúng ta cũng phải làm nó là 1 cm xong tới chỗ kia nó bằng 5 cm chúng ta <laughs> rồi thôi, chết rồi. Cái 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 video nó dài quá nó cắt rồi. Cho các chị thông cảm nha Chào tất cả các chị. Cái video dài quá là nó cắt bớt đi đấy nên nó thoát ra cho nên em chào tất cả các chị nha, bye bye, chúc các chị có một buổi tối vui vẻ.